Hello, chào các bác nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó, các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhé. Gen co nhiệt một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, các kích thước của nó này từ 1 chấm đến 3 chấm đến 6 chấm các bác nhá. Đấy. Thì các loại dây to, dây nhỏ, dây lớn, dây bé đều vừa hết thì các bác chỉ cần việc là mình đấu dây điện vào, sau đó thì mình luồn vào cho em là xong là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Đấy, gen co nhiệt giá sẽ là 50k cho một hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xịt hôi dày nhá, xịt hôi dày. Đấy thì đây nó sẽ là một cái dòng bình xịt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật, về nhà các bác dốc ngược nó lên, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày hoặc là lên chân của mình nhá. Đấy, các bác xịt ra như này cho em này. Đấy. Thì nó giúp cho các bác là chống hôi dày, hôi chân rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt hôi dày nhá. Cái này bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là xịt hôi dày. Xịt hôi dày giá của nó sẽ là 35k cho một bình xịt hôi dày như này nhá. 35.000 cho bình xịt hôi dày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên là bên shop lên luôn nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh có hai màu như này. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng siêu tiện ích luôn. Chia ra làm hai đường nước nhá, hai đường nước này. Có gen rong các thứ đầy đủ cho các bác luôn, các bác có thể kết nối với các cái đầu vòi khác đó, các bác có thể kết nối với các đầu vòi khác để mình sử dụng nhá. Đó, có hai đầu như này, kết nối bằng đồng này, rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một cái vòi cam xanh như này, 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang siêu thơm luôn, được chiết xuất từ trầm tự nhiên nhá. Đấy, được chiết xuất từ trầm tự nhiên. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một hộp này của nó thì khoảng từ 80 đến 100 vòng nhá. Đấy. Thì một bánh này của nó sẽ là hai vòng này, một bánh này của nó sẽ là hai vòng, về nhà các bác tháo ra cho em. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Một vòng này thì các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy của nó là từ 2 đến 4 tiếng tùy theo cái lưu lượng mà khu vực có gió hay không nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy. Nhang trầm của Nhật như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi nhá, 60k. Đấy, các bác lên đã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm đốt này. Nhang trầm này, đó. Nhang trầm đốt giá sẽ là 60k nhá. 40.000 các bác nhá. Đấy. Trước giá 60 đợt này về cho bác giá chỉ còn có 40.000 thôi. 40.000 cho một hộp nhang trầm đốt như này. Số lượng vòng của nó thì từ 80 đến 100 vòng. Thời gian cháy thì từ 3 đến 5 tiếng nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con trâu gà tàn đấy, con trâu gà tàn. Đấy, đây nó sẽ là một con trâu gà tàn rất là đẹp các bác này. Đấy. Hàng mới về, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 và bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. 230.000 và bao ship cho một cái mã trâu gà tàn như này. Lên mã giúp cho em đó là trâu gà tàn nhá. Đây một con trâu rất là đẹp luôn. Đấy, bên dưới thì có lót chống trơn trượt này. Đấy, hình của nó rất là đẹp luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm, chiều cao thì vào khoảng là 15 cm. Con này rất là to luôn. Các bác có thể dùng để trưng bày và dùng làm gà tàn nhá. Chất liệu của nó thì hợp kim mạ đồng, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hợp kim mạ đồng có tới 20 đến 30% đồng ở đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là trâu gà tàn nhá. Trâu gà tàn, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 thì cái mã trâu gà tàn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện ích các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là móc khóa này, khui bia này, rồi có nam châm hít này. Đấy, có cái đế như này để các bác cài lên này. Dòng này thì siêu sáng luôn và có cáp sạc đây, có kèm các bác lỗ sạc, cáp sạc đầy đủ nhá. Đấy, nó chỉ khoảng 5 cm thôi, khoảng 5 cm thôi, rất là sáng luôn các bác này. Đấy. Có 3 chế độ nhá, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Sáng trắng ra luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình treo vào móc khóa, mình sử dụng khi mà mình ban đêm này hoặc là các bác làm công việc mà môi trường thiếu sáng thì các bác dùng cho cái này cho em. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhé, đèn móc khóa giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa
giá của nó sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim này. Đấy, điện thoại 4 sim. Hàng thì là một cái dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác là một bộ cáp sạc này và một cái một bộ cáp sạc và một cái miếng gọi là miếng ốp lưng luôn, một bộ cáp sạc, một miếng ốp lưng. Và đây là con điện thoại 4 sim này. Đấy. Đây đít của nó đây, 4 khay sim cho các bác luôn. Dòng này thì khi các bác lắp nguồn vào thì lắp khi các bác lắp sim vào thì các bác tắt nguồn đi, bật lại lên cho em nhé. Đó, dòng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Điện thoại 4 sim. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin luôn. Các bác chỉ cần đẩy lên này là đèn pin sáng này. Đây nó là một cái đèn pin các bác nhá, chứ không phải là đèn flash đâu nhá. Đấy, không phải đèn flash đâu. Nó là một con đèn pin luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 nhá. 450k cho một con điện thoại 4 sim như này. Hàng bảo hành cho các bác luôn. Điện thoại 4 sim. Điện thoại 4 sim nhá. Giá sẽ là 450k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 450.000 bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi phớt trần nhá. Chổi phớt trần thì đây nó sẽ là một con chổi rất là tiện ích và giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, chổi lông phớt trần. Đây nó sẽ là một cái dòng chổi lông như này. Và có một cán một chổi như này, về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó. Con này thì rất là tiện luôn. Đây, có thể ngoắt nghéo các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo như này. Rất là tiện để các bác phớt ở các cái vị trí này. Đấy, đây là cái lông của nó này. Dòng này của nó sẽ là lông tĩnh điện nhá. Thì các bác phủi bụi rồi màng nhện thì nó sẽ bám ở đây luôn và các bác ra các bác rút ra là xong. Và con này nó thể kéo dài ra được từ 2m đến 2m4, 2m8 nhá, tùy theo lô nhá. Đấy, có lô thì 2m4, có lô thì 2m8, rất là dài. Cứng cáp nhá, các bác có thể dùng trực tiếp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và các bác cũng có thể là xoáy gọn như này cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 55k nhá. Đấy, 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Con này thì dùng thì siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần, nói chung là vệ sinh các thứ rất là ok. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chổi lông này. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k cho một bộ như này. Con này thì nói chung là siêu tiện ích rồi, các bác nên mua. Cái này thì còn không phải lăn tăn gì cả, mua là dùng rất là tiện luôn, mua là dùng rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em là chổi lông phớt trần, giá sẽ là 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ kìm bấm cúc này. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác các cái phụ kiện như này. Và giá thì sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này nhá. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế để hướng dẫn các bác cái cách sử dụng luôn. Đây các bác này. Ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho cái bộ kìm bấm cúc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn hình khẩu súng như này, giá sẽ là 170.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Đấy, một đầu súng như này. Và kèm thêm cho các bác là 4 đầu massage nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Động cơ không chổi than, các bác giữ lì là nó sẽ lên. Đấy, và nhấn nút này là nó sẽ chạy này. Có cho các bác là 6 cấp độ massage nhé. Các bác càng nhấn mạnh thì nó càng rung mạnh nhé. Còn các bác thả ra thì nó lại rung nhẹ nhé. Để dùng bát xa các cái bó cơ rất là thích luôn. Đấy các bác thấy không? Đầu đấm rất là thích luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang các bác dùng để giãn cơ các thứ là rất là ngon nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này rất là đẹp luôn. Đấy, hình khẩu súng này rất là đẹp này. Đấy, súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k cho con súng thư giãn như này. 170.000 thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác.
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k thôi mà con kìm chết này thôi các bạn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 trong con kìm chết như này thôi, 100k trong con kìm chết như này nhá. Lên mã tiếp theo là kìm chết Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 100k một chiếc này. 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây, made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép vào đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi, đẩy hết lòi ra ngoài này luôn, thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá, giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá, 100.000 cho một con ép tỏi như này, hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn, hàng made in Germany đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ dao sói nhá. Qua lên trên là bộ dao sói. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn, bộ dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy. Đây, sẽ có cho các bác là 4 dao như này, 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi, độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói này thôi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, đây nhá, con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này. Con này, đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. 4 dao nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và một con đầu bằng như này, và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân cho các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy. Có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi. Sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này là các bác đựng rất là tiện dụng luôn. Khi mình dùng thì dùng xong thì mình là bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này. Giá chỉ có cho bác là 25k cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em giúp cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây.
nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy các bác 70-80 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây. Bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá, tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá, có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên theo là bộ quần áo mưa 195.000 nhá, bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa giá sẽ là 195k. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300k nhá, 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này, giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô như này thôi, một cái ô inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái ô như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy, đầy đủ nhá, dây nguồn như nhiếc ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp, điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa, một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa, một cái thìa inox cho các bác này, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn, để các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220 V này. Đó, các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này. Đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếc của nó rất là ngon và xịn sò nhá, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi bị bàn thôi, các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em bên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá của nó sẽ là 2
10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho ba sản phẩm, đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp, vừa xịn sò, vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo rán này. Đấy, một cái mẫu chảo rán như này. Hàng thì nó sẽ là chảo tổ ong nhá. Đường kính của nó sẽ là 28cm. Đấy. Chảo tổ ong chống dính nhá, đường kính là 28cm. Đấy, dập tổ ong chống dính như này. Quay cầm cây kiếc cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chảo chống dính như này nhá. Hàng này thì độ dày của nó thì cũng là tương đối nhá. Đấy, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Đấy, khá là dày dặn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Đấy, nó sẽ là hình than tổ ong như này. Chảo tổ ong chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó. Thì con này bên shop đang về cho các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lô này hàng về giá yêu thương cho các bác nhá. Con này thì hàng này về giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Giá chỉ có cho các bác là 140.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là chảo tổ ong này. Đấy, chảo tổ ong. Chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140k cho một cái chảo như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đường kính của nó là 28cm nhá. Đấy, 28cm này. Giá là 140.000 cho một cái chảo chống dính tổ ong hàng của Nhật như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Đó, lên mã giúp cho em đó chảo tổ ong các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vải bạt cho nên là dùng nó rất là bền. Và các bác chuyên dùng để mình phủ xe, máy xe đạp điện, xe đạp thường và các cái dòng xe để trong nhà hoặc ngoài trời đều ok hết nhá. Đấy, các bác nào làm công trình này hoặc là mưa nắng này hoặc là đi làm mà xe phải để trời mưa trời nắng thì các bác cứ để cái này vào trong cốp xe cho em. Sau đó thì mình phủ lên cho em là xong. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k trong cái bạt phủ xe này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng xem tham khảo đặt hàng. Đấy, đây là một cái xe máy đây em chùm lên các bác này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhá. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng giúp em xem tham khảo đặt mua nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã cặp lồng điện nhá. Con này thì công suất của nó là 200W và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng 4 cái âu. Đấy, 2 tầng 4 cái âu như này. Đấy. Thứ nhất là quai sách rất xịn sò này, vuông vức đẹp này. Đấy. Thứ hai là trên này là có kèm cho các bác là một cái đôi đũa này. Đấy, lô trước về thì có cả thìa, lô này thì lại không có thìa rồi, chỉ có đũa không thôi. Đấy, thì cái này thì em chỉ giới thiệu qua thôi, thì nó là hàng tặng kèm. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là 4 cái âu như này. Bây giờ nếu các bác đi mua một cái âu inox xịn như này nhá, inox xịn như này, dày dẫn chắc chắn như này cũng phải mất tầm 30-40 nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 180 nghìn thôi, sẽ đầy đủ cho các bác nhá. Cáp dây điện ở trong này này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như kiểu nồi cơm điện đấy, các bác có thể dùng để nấu cơm. Đấy, hầm thức ăn nóng đều ok hết nhá. Công tác ở đây, cắm điện vào đây cho em. Đó, có dây cáp và thứ đàng hoàng. Đấy, có nắp đậy nắp biếc như này và hai tầng nhá. Các bác dùng thì mình hầm cơm này, hầm cháo này, rồi là canh, rồi nói chung là đồ ăn ví dụ như mình làm ở nhà mình mang đến công ty cơ quan xí nghiệp đều ok hết. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Có qua như này, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này, cặp lồng điện giá sẽ là 180k. Công suất của nó thì nó sẽ đây
Đấy, công suất của nó là 200W nhá. Điện thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng được điện từ 110 đến 220V này, 50Hz 2 lít này. Kích thước của nó là 26 x 130 x 20, 220. Đó. Công suất của nó là 200W nhá, 200W, 4 ngăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 2 tầng và 4 ô. Đây, các ô như này đựng thực phẩm thức ăn. 180k trong cái cặp lồng này thôi, không thể tin nổi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop cầm cho anh ấy kéo gà to này. Bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà nhá, kéo cắt gà. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu của Đức và một mẫu của Nhật này. Đây hàng này nó sẽ là hàng của Đức này, made in Germany bên này. Đấy. Con này chuyên dùng để cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đây hai cái kéo này. Cắt gà, cắt cá đều ok hết cho các bác luôn. Đấy. Chuyên dùng để cắt gà, cắt cá nhá. Đấy, con này thì hai con đều là như nhau. Con này là hàng của Nhật đây, Japan này. Thép SK5 không gỉ nhá, dùng cực kỳ bền bỉ và sắc bén luôn. Đấy, SK5 không gỉ, bền bỉ, sắc bén. Tất cả đều có cái phần khuyết này. Phần khuyết này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần này để các bác kẹp cua gẹ mở nắp chai này. Rồi có cái phần dăm như này để các bác dùng để đánh vảy cá này. Đấy, đánh vảy cá. Đều có như thế hết nhá. Kẹp cua gẹ mở nắp chai đánh vảy cá ok hết. Con của Đức này thì sẽ là 90.000 và con của Nhật này thì sẽ là 130.000. Con của Nhật này thì to dày dẫn hơn nhá. Lên cho em là kéo gà Nhật 130k nhá. 130.000 cho con kéo gà Nhật như này. Còn con này thì kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con kéo gà Đức như này. Đây, hai con nó khác nhau luôn. Thân hình của nó này, to hơn, đầm hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn, độ sắc bén như nhau. Đấy. Tiếp theo thì em về cho bác hai cái kéo bếp nhá. Thì đây nó sẽ là một con kéo bếp vàng nhá. Con kéo bếp vàng này là 35.000. Lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Con này thì các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đây, những cái dây bóng dài như này mà cắt rất là ngon quá này. Đấy, coi theo. Đây, dây bóng mỏng dài này mà cắt rất là ngon luôn nhá. Con này là 35.000. Đấy, bác nào mua 3 cái thì tính tròn thì bác là 100.000, cũng là hàng kéo bếp của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 35.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã kéo bếp cao cấp hơn một chút. Thì con này cũng là màu vàng và dòng này là để khui bia nhá. Đấy, khui bia cho nên là bên em lên nó là kéo khui bia. Giá sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng cũng là của Nhật luôn, Japan, thép SK5 không gỉ. Con này thì đa chức năng luôn nhá. Có phần khuyết này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, nem niếc thoải mái luôn này. Thứ hai là dùng khui bia này, thứ ba là mở nắp chai và thứ tư là kẹp cua ghẹ này và thứ năm là đánh vảy cá này. Đấy, làm vảy cá rất là ngon luôn. Đấy, rồi cắt đồ ăn trong bếp này, đây, cắt rất là ngon nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt rất ngon luôn. Đây. Đây các bác nhá, các cụ nhà mình nói là dai như rẻ rách nhá. Đấy, còn không có cái gì dai bằng rẻ rách nữa rồi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Bây giờ là em sẽ chập vào em cắt cho bác xem nhá. Đây đầu tiên là cắt mỏng này. Đấy, cắt mỏng ok chưa? Đó, cắt mỏng ok nhá. Đấy, giờ sẽ chập vào các bác này. Đấy, chập vào như này. Các bác thấy không? Đấy. Túm vào vẫn cắt bình thường các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó. Dai như rẻ rách mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo như này. Giá chỉ có cho các bác là 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia. À 75.000 các bác nhá. Xin lỗi các bác, 75.000, kéo khui bia 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Đây, kia cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35.000 cái cọ bàn ghế như này. Lên cho em là cọ bàn ghế rất đẹp luôn. 35k, 35k cho một em cọ bàn ghế như này. Con này thì dùng rất là tiện này. Các bác dùng để kỳ cọ bàn ghế này, phủi bụi trên bàn ghế rồi đồ đàn rồi tượng rồi nói chung là các cái đồ gỗ mỹ nghệ. Đấy, cái lông của nó thì rất là tơ mảnh và mềm thì dùng để cọ rất là sướng luôn. Giá sẽ là 35.000 cho một cái cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là cọ bàn ghế, đường kính chiều dài của nó khoảng 20cm và cái chiều sâu này của nó khoảng 7-8cm. Đấy, rất là tiện. Và chiều ngang này khoảng 3-4cm nhá. Đó. Thì các bác đánh cọ bàn ghế rất là tiện luôn, chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, hàng made in Germany, hàng của Đức và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Một cái con khóa đồng Đức như này bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con khóa đồng Đức như này thôi. 130k nhá. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng khóa cổng, khóa cửa cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, rất an toàn nhá. Đấy, tại sao nó an toàn? Tại vì cái chìa của nó là dòng chìa tròn nhá. Chìa tròn thì nó rất là khó làm giả các bạn. Đấy, các cái dòng chìa khác thì nó cũng rất dễ làm nhưng chìa này thì khó làm giả lắm. Đấy, đây. Đầu khóa rất là to này. Hàng made in Germany này, hàng nội địa của Đức nhá. Đấy, chìa này là chìa tròn khó làm giả này. Chống trộm tức là khó làm chìa này và chống cắt này. Đấy đây. Đấy, hai bên nó đều có ngoàm như này thì khi các bác khóa vào là cái đầu lưỡi cắt nó sẽ rất là khó cắt tại vì nó không có cái phần để tựa. Đấy, cho nên là nó chống trộm chống cắt rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật của Đức cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá tri ân khách hàng chỉ có cho các bác là
130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một em khóa Đồng Đức này. Đấy, lên cho em là khóa Đồng Đức nhá. Giá sẽ là 130k cho em khóa Đồng Đức như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 100.000 và dòng này thì dùng bằng tay. Các bác lên mã giúp cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích luôn. Đây, thân máy của nó này. Đấy, thân máy này. Đấy, cái này là cái tay quay, các bác lắp vào đây cho em. Đấy, còn cái phần lưỡi thì các bác lắp vào hai cái hông này. Đó, lắp vào đây. Đây nó sẽ có cho các bác là combo cái bộ lưỡi này bao gồm cho các bác là 6 lưỡi. Thì nó sẽ có 3 bộ lưỡi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là lưỡi tròn, lưỡi dẹt và lưỡi sợi. Đấy, sợi tròn, sợi vuông. Thì các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi, rất là dễ dàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Và cái giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Một con máy thái rau như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đây, máy thái rau. Lên trên là máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá sẽ là 100k. Con này là dùng bằng tay nhá, gọi là máy thôi nhưng mà nó dùng bằng tay chứ không phải dùng bằng điện đâu. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Để em sẽ có cái video thực tế luôn. Món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han thì thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn cũng tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đó, rất đẹp mắt các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác 100.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái máy xay sinh tố, hàng của thương hiệu Osaka. Đấy, các bác lên cho em là máy xay Osaka nhé. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 145.000 nhá. 145.000. Đây. Đấy, đầy đủ combo cho các bác này, một thân máy này, Osaka của Nhật này. Đấy, và một cái cối xay như này, kèm thêm cho các bác là một cái bộ 4 lưỡi. Đấy, 4 lưỡi thép không gỉ. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào này là mình xay thôi. Rất là ngon cho các bác luôn. Dòng anh cái dây điện đây nào. Đó, đây. Đặt tên như này là mình đưa máy vào là mình xay nhá. Đấy, và nhấp nút ở đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000. Lên cho em là máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka, tắm bên này. Máy xay Osaka 145k cho một con máy xay Osaka như này. 145.000. Đây em sẽ cắm điện và em xay thực tế cho bác xem luôn. Dòng này công suất của nó sẽ là đây. Đấy, sử dụng là điện 220V nhá, 60Hz và 350W nhá, 350W đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp vào này mình xay này. Đấy, rất là ngon luôn. Nhấp nhả nhá, nhấp nhả chưa? Rất là ngon. Đấy, các em. Con này thì các bác có thể xay được thịt, xay cá, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Các loại quả đều ok hết. Giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một con cối xay inox nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, còn con Osaka thì chỉ có 700 thôi. Con này dung tích của nó là 2 lít và giá thì sẽ là 150.000. Cũng giá rất là yêu thương cho các bác rồi. 150.000 cho một con cối xay 2 lít như này thôi. Con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng trong cái việc chế biến thực phẩm, thức ăn, xay xiếc các thứ rất là ok. Đấy, một con máy xay 2 lít như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm là một cối xay bằng inox nhá. Một cối xay bằng inox này. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay bằng inox như này. Một cối xay bằng inox đây. Cối xay bằng inox dung tích là 2 lít, bộ 4 lưỡi kép này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Có ốc á các thứ đồng hàng về nhà các bác lắp ốc vào cho em. Đấy, ốc ở dí đít đây. Đấy, cái ốc này để các bác bắt vào dí đít ngược lên nhá. Đấy, và đây là cái thân của nó này. Đấy. Và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đấy, thì các bác muốn lấy cái Osaka thì lấy, mà lấy cái cối xay inox thì lấy nhá. Lên cho em là cối xay inox thì con này sẽ là 150.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho anh em các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá, viên giặt xả. Một hộp này là 5 túi này. Cái này thì vừa chức năng vừa là để giặt vừa là xả luôn thì nó rất là tiện. Các bác không cần phải lấy các cái loại nước rồi nước xả các thứ nó phức tạp. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và bên shop sẽ bán theo hộp nhá. Đấy, nếu mua gói này thì sẽ là 20k cho một gói này. Một gói này sẽ là 20 viên nhá, 20 viên. Thì khi giặt các bác có thể dùng 1 2 3 viên tùy theo. Đấy. Tiếp theo thì bên shop sẽ bán theo combo là một bịch này, một hộp này sẽ là 5 túi nhá. Đấy, hộp này sẽ là 5 túi và giá sẽ là 80.000 nhá.
80k cho một hộp này. Đấy. 80k trên một hộp là 5 túi nhá. 5 túi còn mua lẻ thì sẽ là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi như này. Đó. Các bác lên cho em đó là nước giặt xả nhá, nước giặt xả. Đó. Nước giặt cái này thì vừa giặt vừa xả luôn, giặt xả này. Chức năng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, sạch thơm tẩy trắng rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó là thuộc cái dạng viên như này. Các bác chỉ cần là viên gel nó tự tan, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào máy giặt luôn, ném trực tiếp lẫn vào quần áo luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu mini 2 tầng. À các bác lên trên là nồi lẩu mini. Đấy, không lại tránh nhầm với cái nồi lẩu 2 tầng. Nồi lẩu mini thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái cáp điện này, một cáp điện này. Đấy, 2 tầng, một cái tầng này là khay hấp này, cái khay hấp này và một khay bình thường như này. Thì các bác có hai công tắc này. Đấy, hai số 1 2. Và các bác có thể dùng để ăn lẩu này, nấu mì này, chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini. Đấy, nồi lẩu mini. Giá sẽ là 160.000 cái nồi lẩu mini như này nhá. Nồi lẩu mini này. Đấy, lên cho em là nồi lẩu mini. Lẩu mini. Giá sẽ là 160k. Sản phẩm thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Điện 220V này. Dung tích của nó sẽ là 50Hz và 600W nhá, 600W. Đấy. Và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít gì đấy các bác nhá, vào khoảng 1 lít gì đấy, cũng khá là to luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng đuôi lò xo như này. Thì rất là tiện nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo nhá. Con này thì giá sẽ là 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Đấy. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35k. Đấy, 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có công tắc đóng ngắt cho các bác luôn, rất tiện thôi nhá. Đấy, có phích cắm như này các bác chỉ cần xoáy bóng vào là mình sử dụng thôi. Và có thể ngoắt nghéo đưa vào các vị trí các bác có thể dùng để cắm để mình đọc sách này hoặc là di chuyển các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Nước hoa khách sạn thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bấc như này này, một bộ bấc như này, một cái bỏ ra đây, bỏ cả mấy cái kia ra đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Đấy, thì sẽ là bao gồm là một lọ nước hoa như này và các cái bấc như này, về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đấy, rút cái bấc này ra cắm vào cho em là xong, rất tiện ích nhá. Thì cái này bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn cho nên rất là thơm đây. Hotel các bác này. Đấy, rất là thơm, mở ra mùi thơm phức luôn. Giá thì chỉ có 30k thôi, lên cho em là nước hoa khách sạn. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng này. Đấy, hạc bằng đồng. Con này thì sẽ là 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đây 70.000 cho một con hạc bằng đồng này các bác nhá. Lên cho em là hạc đồng này 70.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư, một cái lư treo như này, treo lên con hạc nhá. Đấy, lư treo lên con hạc như này các bác này. Đấy, các bác sẽ treo lên cái miệng của nó và các bác dùng để mình đốt trầm. Đấy, thì bên em có bán cả lư cả trầm hạc luôn. Đây, đeo lên này cho em này. Đấy, rất đẹp các bác này. Các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Giá thì chỉ có 70k cho một con hạc bằng đồng như này thôi và bên em bán kèm cả nhang luôn. Nhang cũng là 70.000 luôn nhá. Đấy, nhang cũng là 70.000 luôn. Hạc 70, nhang 60 à. Đây. Thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng giá sẽ là 70.000, hạc đồng này. 70k cho một con hạc đồng như này nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì nó sẽ là cái nhang đây. Nhang này thì về các bác chỉ việc là mình bỏ vào trong cái lư ấy là mình đốt thôi, nó rất là tiện. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này thì khá nhiều luôn các bác này. Một hộp này là khá là nhiều luôn. Đấy, thì về nhà các bác là cứ thế là mình đốt thôi. Đấy, rất tiện ích nhá, rất là thơm luôn. Sẽ là 60k cho một cái hộp nhang như này. Lên cho em là nhang hạc nhá, sẽ là 60k. Đó, 60.000 cho một hộp nhang như này. Hộp này thì rất là tiện để cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Lên cho em là nhang hạc, một hộp này sẽ là 60.000 cho một hộp nhá. 60.000 một hộp nhang hạc như này. Hàng của Nhật, nhang thì hương trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá. Đấy, kẹp đơn này. Con này thì giá sẽ là 20.000 cho 3 chiếc. 20.000 3 chiếc, em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy, cái độ móc của nó rất là khỏe luôn các bác này. Đây, móc rất là khỏe luôn. Đấy, rất là nặng nhưng mà không vấn đề gì nhá. Đấy, các bác dùng để treo quần, treo áo, treo đồ thì rất là tiện. Đấy, lên cho em là móc đơn nhá, móc đơn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 3 chiếc và lấy cả chục sẽ là 60.000 nhá. 20.000 cho 3 cái và lấy cả chục sẽ là 60.000. Lên cho em là móc đơn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là móc đơn này. Móc đơn.
Đấy, móc đơn xi gạch nhịp các bác nhá. 20.000 trên 3 cái và 60k trên 10 cái, trên 10 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 10 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Bản của nó là 10 sen này. Đấy, keo 10. Bản của nó sẽ là 10 sen và giá sẽ là 40k nhá, 10 sen. 40k cho một quận keo như này. Các bác về các bác dán vào các cái phần mái tôn rồi tường bị thấm rột nứt nhá. Đây các bác này. Đấy. Dùng trực tiếp được luôn, kể cả ẩm ướt này, dán trực tiếp được hết nhá. Rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể dán lên các bề mặt bị thấm rột, bị nứt này, bong chốc này, một quận này của nó thì bản là 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5 m nhá. Dán vào thì độ bám dính cực kỳ là tốt luôn và nó có các cái cao su non. Nó giúp cho bề mặt sẽ không bị thấm rột nữa. Đó, chống thấm rột cực kỳ là tốt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quận keo tôn như này. Lên theo nó keo 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này rất là tiện các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp. Sử dụng điện cho các bác thì điện từ 100 đến 220V các bác sử dụng điện 220 thoải mái nhá, sử dụng điện 220 thoải mái. Hàng thì xuất đi khá nhiều nước luôn, Anh, Pháp, Mỹ, Úc này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt độ này, có cả hơi nước luôn. Đấy các bác chỉ cần là tháo cái nắp này ra, tháo cái quai này ra cho nước vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình lại đậy lại và khi mình nhấn như này là hơi nước nó sẽ ra ở đây. Bộ sản phẩm thì sẽ là một cái bàn là như này. Giá thì chỉ có 135.000 thôi, mâm bằng gang cực kỳ là dày nhá, làm nóng nhanh nhá và rất tiện ích này, nhỏ gọn. Các bác có thể mang đi phượt, đi du lịch rồi đi công tác rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 cho một con bàn là mini như này thôi. 135.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, bác nào cũng nên có ở trong gia đình một chiếc hoặc là mang đi du lịch. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp em là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bàn là mini này. Mini, bàn là mini. Giá sẽ là 135k cho em bàn là mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đài FM nhá. Đài FM. Con này thì 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái phần pin này, phần cản pin về nhà các bác tháo cái này ra cho em. Tháo cái bông này ra, đẩy cái nắp này xuống là đồng, đẩy cái lẫy này xuống là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, còn khi mà sử dụng thì các bác để cho em chế độ FM này, sau đó thì bật nguồn này lên này. Của chúng tôi đấy, thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin về khách hàng chính xác hơn, có những cái nâng cao được chất lượng trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Thưa quý vị, từ những thực tế trên đã cho thấy người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích. Đó là minh chứng cụ thể được Bộ Công an phối hợp với nhiều bộ ngành khác triển khai. Các bác nghe cái tiếng của nó rất là to, rõ nét, trầm ấm nhá. Trong thực hiện đề án 06 đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Đúng như tiếng đài FM luôn. Nghe rất là to, rõ nét. Đấy. Tiếp theo thì ngoài ra con này thì nó sẽ có chức năng MP3 thì các bác chỉ cần là gạt sang cái MP3 này, sau đó thì các bác dò Bluetooth nhá, dò Bluetooth này. Đấy, sau đó thì các bác kết nối là xong thôi. Đây nha, ví dụ như em bật chế độ Bluetooth lên này, em dò này. Đấy, kết nối Bluetooth này. Rất là tiện nhá. Cái mã của nó là NS88898BT này. Sau đó thì các bác kết nối vào là xong. Đó. Và sau đó thì các bác sử dụng thôi. Con này thì nghe MP3 của nó cũng rất là hay luôn. Chất lượng âm thanh trầm ấm, nghe sắc nét rõ các bác nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là đài FM, rất là đẹp luôn. Chiều sâu của nó thì vào khoảng là 10 cm. Đấy, chiều dài thì khoảng 20 cm và chiều cao thì vào khoảng là mười mấy cm gì đấy. Có cắm USB này, thẻ nhớ này, rồi là có cả jack 3.5 đầy đủ cho bác luôn. Cái này thì nó là vừa là đài FM, vừa là MP3 được luôn không nhá. Đấy, vừa là nghe MP3 được luôn, gọi là loa Bluetooth đấy, thì nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đài FM như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối Bluetooth vào cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Đấy, khá là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái phễu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng phễu như này, rất là tiện ích này. Đấy, bằng inox 304. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình rót dầu mỡ này, rồi xăng này, nói chung là đa di năng luôn. Thì các bác lên cho em là phễu nhá. Giá sẽ là 70.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là phễu inox này, phễu inox giá sẽ là 70k cho một cái phễu inox như này. Hàng inox 304 này, hàng nội địa của Nhật này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều sâu thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, cái phần phễu này rất là vót luôn. Thì các bác dùng để rót dầu mỡ, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa cây tre nhá. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa cây tre.
Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng cảm biến cực kỳ là hay luôn. Các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào là nó sẽ lên thôi. Đấy, bật lửa cây tre giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cái bật lửa cây tre như này. Đấy, thì cái này nó dùng sạc pin về nhà, các bác dùng hết thì các bác lại sạc pin vào cho em. Khi dùng thì rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần thổi này. Thổi vào là lửa lên này, các bác này. Đấy, khi tắt đi thì các bác chỉ cần xoáy nắp vào là nó sẽ tự tắt nhá. Xoáy nắp và tự tắt. Đấy, còn khi mà muốn thổi, khi muốn lên thì các bác chỉ cần ghé mồm mà mình thổi này. Ví dụ các bác hút thuốc lá hay sử dụng cái gì nhá, các bác thổi này. Đấy, lên luôn, có lửa luôn các bác này, đỏ lừ luôn. Đấy, xoáy nắp vào là xong. Thì các bác lên cho em là bật lửa cây tre nhá. Đấy, nó hình một cây tre này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể dùng để treo vào móc khóa này hoặc dùng đa di năng được luôn. Đó, có một cái cáp sạc đi kèm như này. Lên cho em là bật lửa cây tre, giá sẽ là 80k. Đó, bật lửa này. Bật lửa cây tre nhá. Đấy, cây tre. Giá sẽ là 80k cho một em bật lửa cây tre như này. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lấy bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này. Đây, American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá. Không hề có một vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang, thì các bác có thể đội vào hoặc là mình dùng để mình trang trí, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là cái phần lót để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn, một con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này, đó. Đội vào rất là đẹp. Mũ ôm đầu đẹp, các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn, xe máy xe đạp đều ok, đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con mũ lưới như này, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho em mũ lưới như này, đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này giòn giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá. Còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này, thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã cho em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá. Tay này các bác lên cho em là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20cm và loại 30cm. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao giang, bao giếc này, hoặc là
làm cây làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 cm này thì bịch 30 cm này, bịch này dài là 30 cm này. Đấy, 30 cm. Giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 cm đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250 g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250 g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá, 25k. Đấy, có loại là 20 cm, cái ngắn này là 20 cm này, cái dài là 30 cm thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc. Có loại con này dài 30 cm đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá. Nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15k thôi. Lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này. Và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đèn nhá, bộ lấy dây tai đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tai này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá. Các bác sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp. Và các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này, các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tai này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy. 3 đầu nhá. Đấy, sẽ có 3 đầu nối như này. 3 đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào là kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa tưới cây làm vườn, rồi nói chung là rửa xe rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho một bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ, có 3 cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nha, có nha. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này, máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này, đấy, đấy.
Đấy các bác đặt vào cho em cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp giấy độ thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đốm muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp giấy độ thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là bấm móng tay chân, có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn. Kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Kéo tỉa lông mũi rất đủ, đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh 100.000. Ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng không nhá? 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện. Đây mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100k một cái. 100k cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng cũng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt mũi nhá. Đấy, xịt mũi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có mũi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, mũi côn trùng kiến gián này. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là xịt mũi nhá. Xịt mũi, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ xịt mũi như này. 30.000 cho một lọ xịt mũi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa chức năng như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này. Ở bên shop có cả vòi đơn luôn, vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70k cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30k cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30k bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30k và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60k nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bác. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là
60k trên một chiếc, có dòng 1,6m nhá, 1,6m và 1,8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1,6m, 1,8m, giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác để ý giúp cho em, từ 200 là bên em bao ship thôi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Hàng này của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là hai cái đầu như này, hai đầu này. Đấy, cá sấu mạ vàng 18 carat này, siêu đẹp luôn, hai đầu này, kèm thêm một thắt lưng nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất da thì siêu mềm nhá, chất da siêu mềm cho các bác luôn. Đấy, chất da vân cá sấu này, rất đẹp, rất mềm mại cho các bác luôn. Đó, và hàng của nó thì chấm hết luôn. Hàng con lăn rất dễ sử dụng nhá. Các bác chỉ cần là sập vào này cho em là xong rồi. Đó, đẹp chưa các bác ơi? Đó, đẹp chưa? Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu luôn, có cho các bác là hai đầu luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi, 160 cành. Đấy, lẫy trượt này. Hàng lẫy trượt rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể sử dụng hai cái đầu này để mình có thể thay tháo để mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể sử dụng ví dụ như là tuần này thì mình dùng cái đầu này và tuần sau thì mình lại dùng cái đầu này, hoặc là các bác có thể dùng một cái bao giờ nó cũ thì các bác có thể thay cái mới. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, thì các bác lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là các bác lên cho em là cá sấu hai đầu đi, cá sấu hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. Đấy. Đây, các bác lên cho em là cá sấu hai đầu. Hoặc cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000 cho một cái cá sấu hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Đó. Cá sấu hộp này. Đấy. Cá sấu hộp giá sẽ là 160k nhá. 160.000. Đấy, thắt lưng này. Thắt lưng cá sấu hộp 160.000. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, bao gồm cho các bác là hai mặt luôn. Đấy, hai cái mặt như này để các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Hai mặt và một cái thắt lưng. Đấy, hai mặt rất là đẹp luôn. Đó. Và một cái thắt lưng như này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, trong một cái hộp như này nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Các bác có thể mang đi mang lại, xách đi xách lại để làm quà cũng rất là tiện. 160.000 quá nhá. Lên cho em là cá sấu hộp. Giá sẽ là 160.000. Cá sấu hộp 160.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu cá sấu không hộp này. Đấy. Cá sấu không hộp này thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhá. Rẻ hơn một nửa. Chất da của nó thì cũng cực kỳ là mềm mịn và đẹp cho các bác luôn. Chất da mềm mịn và đẹp, và con này của nó thì nó cũng là một cái dòng mà nó sẽ là lẫy gà như này nhá. Lẫy gà này các bác này. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu của nó là các bác đã biết rồi. Rất là thích các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy, bác theo. Đó. Và con này thì giá thì chỉ có 80 cành thôi nhá. Các bác lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp. Giá sẽ là 80.000. Đó. Cá sấu này. Cá sấu không hộp nhá. Đấy, không hộp. Giá sẽ là 80k một em nhá. 80.000 cho một cái thắt lưng cá sấu không hộp này thôi. Đây. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi nhá. 80.000 cho cái con cá sấu không hộp này. Đấy, lên cho em là cá sấu không hộp này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k. Tiếp theo thì bên shop lên cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Da bò của Mỹ. Đó, thì con này hàng cao cấp của Mỹ luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ và yêu thương thôi nhá. Đấy, rất hạt rẻ và yêu thương luôn. Đó đây. Chất liệu của nó là da bò này, da bò tự nhiên. Đây, mặt của nó đây các bác này. Đấy. Mặt của nó rất là đẹp luôn. Đấy. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt lì như này, chống xước nhá, mặt lì chống xước đúc liền nhá, mặt lì chống xước đúc liền luôn. Và đây thì nó sẽ là chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, hàng của Mỹ này. Đấy. Da bò tự nhiên hàng của Mỹ. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng cao cấp của Mỹ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ nhá. Chỉ có cho các bác là 190.000 nhá. 190.000 cho một cái thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Em về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu như này nhá. Một màu đen và một màu nâu. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đấy, hai mẫu như này. Thì màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì bên shop đang ưu ái gửi tới các bác cái giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái bẫy chuột thông minh như này, rất là tiện luôn. Đấy, đây các bác này. Mình chỉ cần là chạm nhẹ như này là con chuột chạm nhẹ là sập bẫy luôn nhá. Đấy, rất tiện ích nhá.
Đấy, chuột chỉ cần chạm nhẹ này sập bẫy luôn, rất tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy, chạm nhẹ này là sập luôn này con này. Đấy, rất tiện nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực yêu thương luôn. Chỉ có 15k trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15k. Để em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đấy. Trước khi em xóa video này, cô chú anh chị hãy thêm ngay vào dọ hàng cho em các sản phẩm sau. Nếu như nhà bác nào có chuột to chưa tìm ra cách bắt, đấy, thì hôm nay em có tư vấn và hướng dẫn sử dụng cho mọi người bắt vô cùng đơn đấy, giản. Chạy vào cái là dính bẫy luôn nhá. Nói là đơn giản với người biết đặt đúng cách thôi à. Kiểu về chuột, chọn nơi đặt và cách đặt sao cho phù hợp. Nhìn nó kiêu nghịch không treo cá lên cành xong nhảy xuống để kém tắc thở mới chịu. Nó chuẩn bị tự tử. Các bác hiệu của nhất là mua từ 5 cái trở lên đặt xích sắc vậy mới hiệu quả chứ đừng đặt một chiếc. Đặt như vậy chuột có rất nhiều cơ hội để trốn thoát. Thay vì như thế mua thêm tầm 5 cái là có thể bắt dễ dàng. Mày chết đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Rất tiện ích nhá, giá chỉ có 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao như này thì sản phẩm là nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo và một cưa. Đây là cái đầu kéo của nó này và đây là cái cưa này. Đấy. Thì lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này, như trên hình như này. Đó, và cái giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành này trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130k. 130.000. Thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Đó. Các bác chỉ cần lắp vào cho em vào cái đầu cái sào này. Đấy, cắt này. Đấy, cưa này. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả mà đó, hãy xem chất lượng. Rất tiện các nhá, về nhà các bác chỉ cần lắp cái xào vào cho em là xong. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Đấy. Đây. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng. Vỉ bàn chải đánh răng bao gồm cho các bác là 6 chiếc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc với đủ màu sắc khác nhau. Đấy, đủ màu sắc khác nhau cho các bác lựa chọn đây. Một cái vỉ bàn chải đánh răng như này. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, nó sẽ là em bán theo combo một vỉ như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái nhá. Đấy, 6 cái như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. 25k. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nha khoa cực cao cấp luôn. Đấy, giúp cho các bác là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi và chảy máu chân răng. Đó. Các bác lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Đấy, vỉ bàn chải đánh răng. Đó. Vỉ bàn chải. Đấy, hoặc là bộ bàn chải 6 chiếc nhá. Đấy. Vỉ bàn chải đánh răng nó sẽ là một vỉ như này. Bán theo combo 6 cái nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái này thì nó đã được chứng nhận bởi tổ chức y khoa của Nhật nhá. Đấy, chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Một vỉ này là 6 chiếc và giá thì sẽ là 25.000 nhá. Lên mã giúp cho em là vỉ bàn chải đánh răng, 25.000 cho 6 chiếc như này. Mà các bác ra cửa hàng mua một chiếc thôi cũng đã phải mất đi 15 đến 20.000 rồi. Ở bên em bán giá cực tốt cho bác luôn, 25k nhá. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này. Lên cho em là vỉ bàn chải đánh răng nhá. Vỉ bàn chải này, đó. Lên cho em là vỉ bàn chải đây được không? Giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy, và phần kết nối các bác này. Đấy, cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Dài khoảng từ 20 đến 30m. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này. Đó. Dây điện vàng. Đấy. Lên cho em là dây điện vàng. Chiều dài của nó thì từ 20 đến 30m nhá. Giá thì sẽ là 170k nhá. 170.000 cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì đó là cái dòng dây điện xanh này. Dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5. Đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây.
dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này, đấy, Japan này qua này, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này, đấy. À, 30m, 10m và đây, nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này, 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000, 5m 220k, đó. 10m thì sẽ là 320.000, 320k, đó. Và 30m thì sẽ là 650.000 nha, 650.000. Đó. 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy, thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô. Và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò, hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu. Màu đen và màu nâu như này, màu đen và màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dạo này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là bút massage nhá. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em, cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhá, bằng sung điện đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn. Thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhá. Bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhé. Giá sẽ là 270.000. Đấy, điều khiển từ xa này. Điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship từ nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này. Và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em.
Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ý, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt, hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn treo này. Đó, đây, các bác lên mã giúp cho em, đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này, đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này. Để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quặc vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bác. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo cái này lên. Đấy, giá thì rất hợp lý rồi, công tắc nó cực kỳ ngon lành luôn, chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi, 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo giá sẽ là 125.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm, đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao, con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polish này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng hai quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, hai quả pin 16850, pin 3.7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Đây, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À, bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là giỏi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là giỏi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140.000 nha. 140.000 cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây, nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn, một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn, đấy, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy, đem lại giúp cho em là ba lô da nhá, giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy, du lịch đi chơi, đi làm, đi học hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Nên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho các em ba lô da như này. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về khá nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra không ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho bác cái con thùng đồ nghề nhé. Đây, người em thì nó sẽ là 70 cân và em sẽ lên em test cho các bác xem. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, made in Germany các bác này. Đấy, thương hiệu Matador, made in Germany, hàng của Đức nhá. Đây, hàng nội địa của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép không gỉ nhá, hàng thép không gỉ cực kỳ chắc chắn đây. Người em 60 cân các bác này. Đấy, em lên em dẫm đạp nhảy thoải mái cho xem nhá. Đấy, này là ok đúng không? Đấy, rất chắc chắn luôn. Bỏ như ghế nào. Đó. Cân nặng của con này thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 5 cân. Đấy, em không cần chính xác đâu, rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhá, một ngăn to và mỗi bên hai ngăn nhỏ, nữa tổng là 5 ngăn. Đấy. Các bác lên cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Đấy, thùng đồ nghề này. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề giá sẽ là 420k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó sẽ là 42 này. Đấy, chiều ngang là 42 nhân với lại 20 nhân với 20 đó, tức là 42 20 nhân 20. Hàng thì có thương hiệu Matador nhá, Matador made in Germany đó, rất chất lượng luôn đó. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, dày dặn chắc chắn nhá, đai giữa các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có lẫy khóa như này các bác có thể dùng cái lẫy khóa này nhá. Đấy, dùng cái lẫy khóa này đó, còn không dùng lẫy khóa thì các bác có thể sử dụng bình thường, rất tiện ích. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Đây, một con thùng đồ nghề đẹp như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán bao gồm cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài của nó sẽ là 42cm, chiều cao này thì sẽ là 20 và chiều rộng là 20, cao 20, rộng 20. Đó, rất vừa vặn, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Matador nhá, Matador made in Germany. Thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi đựng cái túi đựng đệm này. Đây, đây nó sẽ là một cái túi để các bác lên xem là túi đựng đệm nhá. Đấy, nó sẽ có dòng đệm 1m6 và đệm 1m8. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng túi bóng cực kỳ là dai luôn. Đấy, ở miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm rồi. Miền Nam thì có thể là sử dụng ít hơn, nhưng miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm. Cái chất của nó thì cực kỳ là dai luôn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất túi cực kỳ là dai luôn chứ không phải là túi giòn đâu. Túi này rất là dai. Thì ví dụ như là chuẩn bị hết mùa đông rồi mà những cái túi đệm của nhà bác nào bị hỏng thì các bác lấy cái này về cho em. Đó, mua cái này về cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đệm nhá. Túi đệm sẽ có cho các bác là dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm này. Đó. Túi đệm giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k trên một chiếc. Nó có sẽ dòng là 1,6m nhá. Đấy, và 1,8m. Đó, tùy các bác muốn sử dụng cái nào thì sử dụng. Đấy. Thì muốn sử dụng cái nào thì sử dụng coi nhá. Đấy, lên cho em là túi đệm. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc, có dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, để các bác đựng cái chăn ga gối đệm nhà mình vào cho nó tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái combo kẹp quần áo như này nhá. Một cái set như này bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tức là 20 cái như này. Đấy, các bác lên cho em đó là kẹp quần áo nhá. Đấy, lên cho em là bộ kẹp quần áo này. Đấy, bộ kẹp này. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k cho một cái set kẹp quần áo như này nhá. Đấy, lên cho em là set kẹp quần áo hoặc bộ kẹp quần áo cũng được. Nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là 20 chiếc nhá. Đấy, 30.000 cho 20 chiếc. Đó. Lên cho em là bộ kẹp quần áo, giá sẽ là 30.000 cho 20 cái nhá. Đấy, 30k. 30k tổng của nó sẽ là 20 cái nhá. Tổng là 20 cái. Bộ kẹp quần áo đây, cái này thì về nhà các bác kẹp như này các bác này. Đấy, đây để mình kẹp quần áo rồi kẹp đồ đoàn dinh tinh đều được hết nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy, các bác lên cho em là móc đơn, thì cái này các bác dùng để kẹp quần áo, kẹp đồ phơi các thứ. Con này kẹp rất là chắc luôn đấy, kẹp rất là dính, thì các bác có thể kẹp đồ để mình treo này, hoặc là nói chung là đa di năng được hết nhá. Nó lò xo rất là to và kẹp cực kỳ là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là móc đơn nhá. Đấy, bên shop sẽ bán cho các bác là sẽ là móc đơn này. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục thì giá của nó sẽ là 60k một chục nhá. Đấy, 60k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đó, 60.000 trên 10 cái. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc đơn như này. Đó, 20.000 3 chiếc các bác nhá. Đây.
sẽ là bên em bán theo combo 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này nhá. Đấy, 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này. Còn lại các bác mua lẻ mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá. 60.000 một chục. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ kẹp quần áo nhá, bộ kẹp quần áo. Giá của nó sẽ là 30.000 cho 20 chiếc. 30.000 cho 20 chiếc như này luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thắt nhá. Đấy, dây thắt. Đây, dây thắt hoặc là dây thít thì các bác lên cho em là dây thít đi. Con này thì bên shop sẽ bán theo sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy, nhang trầm. Đấy, nhang trầm thì một hộp này của nó sẽ là 45.000 một hộp này và số lượng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng nhá, từ 70 đến 100 vòng. Đấy. Đây, từ 70 đến 100 vòng, một dây như này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Một dây này của nó sẽ là 2 vòng này. Đấy, một dây này của nó sẽ là 2 vòng và số lượng của nó thì sẽ là từ 70 đến 100 vòng cho một dây như này. Và con này của nó thì nó sẽ là gọi là một cái dòng nham hương trầm tự nhiên. Siêu thơm cho các bác luôn, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm nhá. Đó. Nhang trầm, đấy, hàng thì cực kỳ là thơm luôn, nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 45.000 trên một hộp này, bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 vòng và thời lượng đốt của nó thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, tùy theo khu vực gió, từ 3 đến 5 tiếng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Đây nó sẽ là một con ủng cực kỳ là tiện ích luôn để các bác có thể dùng để mình đi khi mà trời mưa nồm bẩn thỉu như này. Đấy, trời mưa nồm bẩn thỉu hoặc là bác nào nhà mà có ruộng có vườn cần phải đi ra vườn ra biết thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường hoặc đi dép bình thường, sau đó thì mình xỏ vào cái ủng này cho em. Đấy, đây nó sẽ là một cái ủng chống nước cực kỳ là tốt luôn và nó là dòng ủng rộng để các bác có thể đi giày vào đây đều được nhá, đi giày đi dép. Đấy, hoặc là đi qua các cái đôi dép của mình đều vào vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 một đôi. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, chất liệu của nó thì phải bàn về độ chất lượng của nó rồi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa, giá của nó sẽ là ủng đi mưa này, ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn khi đó. Đi giày trong mùa mưa nữa, bởi vì đó, chiếc ủng này sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Đây là một vật dụng cần thiết trong những ngày mưa. Khi trời mưa, đôi chân của bạn rất dễ bị ướt và lạnh. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như nấm chân, viêm khớp, tê cống. Ủng đi mưa giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào đôi chân của bạn, giúp bạn giữ ấm và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trời mưa, đường phố thường rất trơn và dễ trượt. Với thiết kế đế cao su chống trơn, ủng đi mưa giúp bạn có độ bám tốt hơn trên mặt đường, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn mà không bị trượt ngã. Khi trời mưa, đất cát và bùn có thể bám vào đôi chân của bạn. Ủng giúp bạn giữ vệ sinh cho đôi chân của bạn, giúp bạn tránh bị bẩn. Ủng đi mưa được làm từ chất liệu vải PVC chống nước hoàn toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật dụng để giúp bảo vệ đôi chân của bạn thì ủng đi mưa là một lựa chọn tuyệt vời. Đó, rất là ok các bác nhé. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho cái đôi ủng đi mưa này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhé. Dây thít thì nó sẽ có dòng 20cm và dòng 30cm. Đây. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Cái dây này thì các bác ứng dụng rất là nhiều. Mình làm điện này, làm buộc các cái đồ đoàn này rồi là dùng đa di năng được luôn. Bên shop thì bán theo bịch như này nhá. Một bịch này của nó sẽ là 250g nhá. 250g và giá thì sẽ là 25.000. Đấy, 25.000 cho một bịch như này. Thì nó sẽ có dòng là 30cm và dòng 20cm. Đấy, dòng ngắn này nó sẽ là 20cm nhá. Ngắn này là 20cm này. Đấy, đây. Đây nó có thông số đây các bác này. Đấy, dòng ngắn này của nó sẽ là 250g và 20cm và số lượng cái của nó sẽ là 315 cái. Còn con to này của nó thì nó sẽ là cũng là 250g và chiều dài của nó là 30cm và số lượng là 143 chiếc. Đấy, hàng của Nhật nhá, có thông số kỹ thuật, có đầy đủ các cái mực thước cho các bác xem và nguyên đai nguyên kiện đóng gói như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là tiện. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, dây thít này. Đó. Dây thít giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 trên một bịch nhá, 25.000 trên một bịch. Nó sẽ có dòng là 20cm và dòng 30cm. Đó, tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Dây thít 25.000 trên một bịch như này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đấy, cái này thì nói chung là bác nào cũng biết rồi. Cái này thì chắc là không phải hướng dẫn nữa rồi đúng không? Đấy, thì nó các bác chỉ cần là đút vào là nó sẽ tự thắt vào thôi. Đây.
thì em sẽ lấy ra một cái để em mô phỏng cho các bác xem, không nhiều bác là không biết nhá. Đây đây các bác chỉ cần là đút vào này thôi là nó sẽ tự thắt các bác này. Đấy, đút này tự thắt. Còn nếu mà các bác muốn tận dụng lại thì các bác có thể dùng cái lẫy để mình gạt cái này ra, còn lại là khi mà đã cho vào rồi thì nó sẽ không gạt ra được đâu. Đấy thì các bác có thể dùng để mình thắt đồ, thắt đoàn này, bao bì này. Đấy các bác đi cấy lúa này, đấy làm ruộng này, đấy chỉ cần túm cái đầu bao và thắt vào cái là xong, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đấy lên cho em là dây thít nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành cho con đèn cầm tay thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu sạc vào và một đầu sạc ra nhá. Đấy, chất lượng pin của nó này, đấy, rất là sáng luôn. Có một đèn cầu lồi này, đấy, hai mặt hai đèn led này và một đèn pha rất là giỏi này, một đèn pha rất là giỏi luôn. Đó, có báo pin nhá, có báo sẵn pin cho bác và có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con đèn như này thôi, cực kỳ tiện dụng luôn nhá. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác ba hệ thống đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác về các bác chỉ cần để ra ánh sáng là nó cũng tự sạc luôn, mình không cần phải sạc mất công. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con đèn như này thôi các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, đèn cầm tay. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100.000 cho cái mã đèn cầm tay như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn và tính ứng dụng của nó rất là cao. Các bác có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ăn cơm ăn nước thoải mái. Lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay này. Đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại của thương hiệu Nokia nhá, điện thoại thương hiệu Nokia. Đấy, điện thoại một sim. Giá sẽ là 160.000. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc này, một củ sạc này, một viên pin và một chiếc điện thoại này. Đấy, một củ sạc, một viên pin, một điện thoại. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có lô màu xanh, màu đen, màu xám tùy theo thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có 160.000 trong con điện thoại này thôi. Rất chắc chắn và ngon lành cho bác luôn. 160k một chiếc nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em là xong này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, điện thoại của thương hiệu Nokia. Đó, 160.000, có đầy đủ dây cáp sạc các thứ đầy đủ. Các bác có thể mua về để cho người già, cho các cụ nhà mình nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thì mua về cho người già hoặc trẻ con. Các bác cần một cái điện thoại ở nhà để mình liên lạc với những người ở nhà thì nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đấy, điện thoại một sim này. Giá sẽ là 160k cho một em điện thoại một sim như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi rất là tiện dụng và giá thì nói chung là hàng rất hạt rẻ rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, nó có lò xo có thể ngoắt nghéo để các bác đưa ngoảnh đi ngoảnh lại này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Về các bác xoáy cái bóng đuôi xoáy E27 vừa hết cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, chỉ có 35k cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, có đây là đầu cắm này, các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này, xoáy bóng vào bật lên cho em là xong. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, giá này thì là bao rẻ trên thị trường rồi các bác nhá, không có đâu rẻ hơn đâu. Nó cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, rất tiện ích và dễ sử dụng, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con vòi nước có màu cam, có màu xanh, cho nên là bên shop lên nó là vòi cam xanh luôn. Con này thì siêu tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước cho các bác luôn. Hai đường nước này, một hai đường nước này. Có gen xoáy nhá. Có gen xoáy như này các bác này. Đấy, có gen xoáy này rất là tiện này. Gen xoáy rong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì để các bác có thể sử dụng để mình làm vòi rửa này, vòi tưới cây đa di năng cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 50k cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Đấy, nó sẽ về hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên bên shop lên nó là vòi cam xanh nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50 cành cho một em vòi cam xanh như này thì con này cũng rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch thì của nó thì sẽ là 12 chiếc. Đấy, dòng này thì các bác chuyên dùng để lao động làm vườn rồi quét dọn vệ sinh, nói chung là rất là đa di năng luôn, rất đa di năng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi nhá. Có cao su non này để chống trơn trượt này. Đấy, giá thì rất là ưu đãi cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng vải dệt 4D. Đấy, dệt 5D khi các bác đeo thì tay nhỏ, tay to, tay lớn, tay bé đều vừa hết, có cái độ co giãn nhất định. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi này. 5 đôi là sẽ là 40k nhá. 40k, còn một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k. Các bác mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn nhá, mua cả bịch nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha
cái bình trà 4 lạng nha. Đấy. Các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa để tránh mất mùi hương trà nhé. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng. Đấy. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây, rất ngon lành cành đào các nhá. Đấy. Một cái lọ như này. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn và giá sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em đó là bình trà đồng nhá. Đấy, bình trà đồng. Bình trà 4 lạng này. Đấy. Bình trà đồng 4 lạng nhá. Trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290k. 290.000 cho cái bình trà đồng 4 lạng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Đấy, có một đèn một cáp sạc như này. Và đây là chân sạc vào của nó này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Các bác dùng thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn nhá. Siêu sáng luôn. Đây, có nam châm hít này, có nam châm hít rồi công tắc này, có móc khóa cho các bác này. Đấy, con này thì giá chỉ có 40k thôi và rất là sáng luôn. Đấy, con này nó hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. 40k cho một con đèn như này. Đấy, 40k cho một con đèn cúc áo như này thì các bác có thể mua để mình sử dụng đeo vào cúc áo này rồi mình làm vườn này, đi học đi làm này. Đấy, rất tiện ích các bác này, siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh sáng vừa sáng yếu nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thợ sửa chữa chui rúc vào khe kẽ này, hoặc là các bác dùng khi mà mình đi ban đêm này. Đấy, cần thì các bác sử dụng cho em. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, đeo vào móc khóa được luôn. Đeo móc khóa luôn, nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một em đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đồng hồ LED nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị như này, hiển thị như này. Đấy, thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện và cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, nó sẽ làm con đồng hồ LED như này. Và pin của nó sẽ hiển thị như này, vì nó sẽ hiển thị cho các bác là cả nhiệt độ cả thời gian luôn nhá. Nhiệt độ thời gian đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Đồng hồ LED 140k. Gọi lên cho em là đồng hồ LED nhá. 140k cho một con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác mở lên thì nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, và nó hiển thị này các bác này, rất là tiện ích nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ LED như này, chỉ có cho các bác là 140.000 rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, ship code toàn quốc 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Khi các bác mua hàng thì cứ mua giúp cho em đủ 200.000 là Osake anh em giao lưu nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái con điện thoại Nokia. Đó, dòng này thì nó sẽ là một cái dòng điện thoại gọi là một sim nồi đồng cuối đá cho các bác luôn. Đó, điện thoại một sim nồi đồng cuối đá như này. Có đầy đủ cho các bác, thứ nhất là cáp sạc này, pin và thân máy. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một con điện thoại như này. Đó. 160 à. Lên mã cho em là điện thoại Nokia một sim, 160.000 lắp pin vào cho em. Hàng thương hiệu Nokia, bật nguồn lên các bác này. Đó. Về nhà các bác dùng mà nếu mà con nào mà nó bị hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đây. Đấy, đây để lâu nó lại hết pin rồi này các bác này. Đấy. Thứ nhất là hết pin để cho nó chống cháy nổ khi vận chuyển, cho nên là về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Lỗi bên em một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, các bác cứ yên tâm sử dụng. Đây, lên rồi đây các bác này. Đấy, Nokia. Đó. Logo thương hiệu Nokia các bác nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 160.000. 160.000 cho một em điện thoại Nokia như này các bác này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng Nokia mới tinh, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Về nhà các bác dùng bền bỉ, mua cho các cụ già ở nhà. Đấy, hoặc các bác sử dụng 2-3 điện thoại mà muốn có cái nghe gọi cái thì sử dụng nhiều sim thì các bác cũng dùng con này cho em. Rất là ok thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại Nokia nhá. Điện thoại Nokia một sim nhá. Một sim. Giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tẩu thuốc nhá. Đấy, tẩu thuốc đây. Đấy, đây nó sẽ là một con tẩu thuốc rất là tiện ích như này. Đấy, một con tẩu thuốc như này nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá, hút thuốc lào đều ok hết. Đấy, cái phần thân của nó thì bằng nhựa nhá, có gioăng giếc các thứ đầy đủ này. Cái phần thân này của nó thì nó sẽ là bằng nhựa xi. Đấy, mạ đồng rất là đẹp luôn. Và cái phần đầu hút này thì bằng hợp kim nhá. Đó. Và con này thì các bác có thể cho thuốc lá, thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Giá bao giá tốt cho bác luôn. Chỉ có 80 cành thôi. Chỉ có 70.000 thôi nhá. 70.000 trong cái tẩu thuốc như này thôi. Rất đẹp các bác này.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k. Ngoài để sử dụng trực tiếp thì các bác có thể dùng để mình trưng bày decor ở trong tủ hoặc là ở đâu cũng được, rất là đẹp. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70k này. Đó, tẩu thuốc. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k cho một chiếc tẩu thuốc này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo của Nhật nhá. Chảo của Nhật. Con này đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá. Đấy, nó sẽ là một cái chảo nó như hình cái song như này. Đấy, nhìn cái song như này. Và có chống dính cho các bác luôn. Có chống dính luôn. Đó. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu thì nó rất là tiện. Các bác có thể là rán nem này. Rán nem hoặc là rán khoai tây chiên hoặc là chiên khoai tây cái thứ đều ok hết nhá. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Có đánh, có tráng đá chống dính này. Đường kính 20cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này. Rất dày dẫn chắc chắn. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái chảo Nhật như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu. Đấy, hàng của Nhật đây. Toàn bộ chữ Nhật hết này. 20cm các bác này. Đó. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Ngập dầu giá sẽ là 100k cho một cái chảo chiên ngập dầu như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn wifi. Con này thì nó sẽ có chức năng cảm biến các bác nhá. Có chức năng cảm biến. Đây. Đấy. Có chức năng cảm biến rất là nhạy luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là bật lên này. Đó. Và gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo như này nhá. Đấy. Trên này nó có hai con mắt cảm biến này. Một con là điều khiển tối và một con điều khiển sáng này. Đấy. Thì các bác cứ gạt qua này là nó sẽ tối sẽ sáng. Pha thì rất là giỏi luôn. Mà các bác có thể điều chỉnh pha đây cho em. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ là chắc chắn, bền bỉ và đẹp nhá. Và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, cái điểm sáng của nó rất là lớn. Khi các bác dọi thì nó rất là sáng luôn đây các bác này. Đó, dọi nó rất là sáng luôn. Ban ngày mà em dọi còn như này, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một con đèn như này. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy. Có kèm một cáp sạc nhá. Kèm một cáp sạc về nhà các bác mua cái lắp cái củ sạc điện thoại của mình, các bác sạc vào cho em. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đèn này. Wifi này. 130 cành cho một cái như này nhá. Đó. Sản phẩm theo tiếp trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Con này thì các bác sử dụng trực tiếp cắm điện 220V cho em. Giá này con này là sốc nhiệt rồi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Giá con này thì giá là giá sốc nhiệt cho các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con máy mài dao như này. Đây, em sẽ cắm điện, em mài trực tiếp cho các bác xem nhé. Đó, đây. Cắm trực tiếp điện 220V này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Bật công tác lên là máy chạy này. Đó, đây nhá. Em sẽ đưa con dao và em mài cho các bác xem tóe lửa ra luôn các bác này. Đây, đây các bác này. Đây nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Khi các bác mài dao thì cho vào hai bên kia này xem này. Đấy các bác thấy không? Tóe lửa ra chưa các bác này? Đấy, tóe lửa ra chưa các bác thấy không? Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy. Còn mài kéo thì các bác lắp vào cái phần mặt trên này cho em. Đây. Mài kéo thì lắp vào đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, mài dao mài kéo đều ok hết nhá. Chuyên sử dụng để mài dao mài kéo. Có công tác bên hông này, máy chạy cực khỏe và kèm thêm một cái viên đá bên hông này nữa. Con này thì giá rất tốt rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn về chất lượng và giá cả rồi. Lên cho em là máy mài dao nhá. Máy mài dao giá là bao nhiêu? 80 cành các bạn, không thể tin nổi luôn. Một con máy như này có sẵn đầu củ nguồn củ nhiếc nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, hàng thì chất lượng mà cái giá thì cực kỳ là lượng chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì anh em các bác không phải bàn. Miễn bàn về giá nhá. Một con máy mài dao mà giá chỉ có 80.000 thôi, mua được ở đâu? Bây giờ mua một viên đá mài cũng đã phải tiền trăm các kiểu rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái van chia nước, cầm cho anh ghi van đôi ra đây. Đấy, thì bên shop sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là vòi nước là sẽ là vòi đơn và vòi đôi. Đấy, cầm anh cái vòi đôi ra đây nào. Thì đây nó sẽ là một cái vòi đơn như này các bác này. Đấy, vòi đơn như này. Đấy, vòi đơn như này. Con này thì giá sẽ là 55.000 cho một con vòi đơn như này nhá. 55k thôi. Đấy, con này thì đây gen của nó là gen 21 này. Các bác xoáy cái này ra thì mình có thể xoáy kết nối với các đầu nguồn nước khác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòi đơn nhá. Đấy. Có phải vòi đơn không?
vòi đơn nhá. Đấy, lên cho em là vòi đơn. Đấy, vòi đơn. Giá của nó sẽ là 55.000, vòi đơn này. Đấy, vòi đơn 55k. Đó. Tiếp theo thì bên em có con vòi đôi đây. Đấy, con này thì sẽ là vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. Đấy, nó đắt hơn con 15.000 thôi. Nhưng mà nó sẽ có cho các bác là hai cái đường nước như này. Đấy, hai cái đường nước như này và hai cái đường nước như này, hai đầu đóng ngắt hai đường nước, cũng có xoáy ra như này nhá, cũng có xoáy ra như này luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá, vòi đôi. Giá sẽ là 70.000. 70.000 trong cái bộ vòi đôi như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Lên cho em là vòi đôi này. Đó. Vòi đôi. Giá sẽ là 70k trong cái bộ vòi đôi như này, 70.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Đấy, bộ dao đây. Đấy, đây nó sẽ là, các bác lên cho em là bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Hả? 130.000 trong cái bộ dao đen như này. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một con kéo đa di năng này. Đấy, một con kéo rất là bén luôn. Con này thì có thể khui nắp chai này, mở bia này, rồi cắt gà, cắt cá, đánh vảy cá đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá sẽ là 130.000. À, đấy, một kéo này, một liếc này. Tiếp theo là combo cho các bác là ba dao nhá. Đấy. Dao này thì các bác dùng để chặt nhẹ thôi, chứ còn dao này nó không thể chặt mạnh được đâu. Đấy. Nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Cán bằng nhựa này, rất là dày dẫn chắc chắn. Và dao thì rất là bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất yêu thương rồi, chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Đây. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem nhá. Đấy. Dao thì rất là bén các bác này. Đó, rất bén các bác thấy không? Đây. Đấy, dao như này là rất là bén rồi các bác nhá, rất là bén rồi. Đấy, dao khá là bén luôn các bác này. Đó. Thấy chưa? Rất là bén luôn. Đây, con này đầu tiên nó sẽ là một con dao thái như này các bác này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là hai con dao bản to, một con mỏng mình và một con dày mình. Đó, đây các bác này. Để em thử test giấy nhá. Đó. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó. Đây, đấy. Tức là có hai con dao. Thì con này các bác có thể dùng để băm chặt nhẹ được như thôi, chặt nhẹ được thôi chứ không chặt mạnh được. Đó. Hai con bản bằng nhau, một con thì dày mình hơn và một con mỏng mình hơn. Đấy, con này dùng để băm nhẹ, con này dùng để thái này. Đấy. Hai con thái được luôn. Đó. Thì combo cho các bác là 5 món như này. Cán của nó bằng nhựa thôi nhá. Cán nó bằng nhựa nhưng mà dao này của nó là dao Nhật và siêu bén cho các bác luôn. Dao Nhật siêu bén luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ dao đen, cán nó màu đen như này mà. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Bộ dao đen này, đó. Bộ dao đen, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một bộ dao đen như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp như này. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, mũi khoan tháp. Thép của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thép gió phủ titan nhá, rất dày dẫn chắc chắn và đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đây, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu bằng đồng như này. Đây, để em lấy dấu cho các bác xem này. Các bác chỉ cần nhấp này là ra dấu này. Đó, đây, có dấu luôn các bác nhá. Đó, đây. Nhấp này là có dấu luôn, rất là ngon nhá. Đấy, có dấu luôn này các bác này. Đó. 180.000, lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k. Đó, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá. Đấy, bộ rổ vuông đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, cứ rổ chậu như này. Đấy, rổ chậu như này. Lên cho em là rổ vuông. Đấy. Giá sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. 90k cho cái bộ rổ vuông như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, nhựa của nó thì là nhựa Việt Nhật. Các bác biết rồi, nhựa Việt Nhật tiêu chuẩn ISO này. Đấy. Công ty nhựa Việt Nhật nhá. Kích thước đây. Đấy, đây. Hàng này các bác này. Hàng như này mới gọi là hàng chứ. Đấy, hàng như này mới gọi là hàng các bác này. Đấy. Không hề hấn gì các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, không hề hấn gì luôn. Rất bền bỉ, chắc chắn và rất đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. 90.000 các bác này, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Rất tiện ích luôn.
Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ thìa nhá. Đấy, bộ thìa. Hộp này của nó thì bao gồm là 5 chiếc hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, Winling hay người của Đức này. Inox 304 hàng siêu đẹp luôn. Đấy, giày dẫn chắc chắn, độ độ to, độ cong vừa phải. Con này, con này các bác dùng để ăn phở, ăn bún này, ăn cháo này, hoặc là đút bột cho trẻ em thì cực kỳ là xinh luôn, vừa tay, đẹp, cầm nắm dễ dàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho 5 chiếc. Lên mã giúp chị em đó là hộp thìa Đức nhá, hộp thìa Đức này. Đó, hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k. Trên một hộp này bao gồm là 5 chiếc các bác, xin lỗi các bác nhầm, 5 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Con này thì các bác dùng để dán vào cổ vai gái đây. Đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Miếng dán như này. Đấy. Thì các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái giúp cho em, cực kỳ là tốt luôn. Miếng dán ngải cứu. Đấy, nó sẽ là một cái miếng dán như này. Đây, nó hình như này các bác này. Đấy, các bác bóc ra, mình dán vào cổ vai gái. Một vỉ này của nó 12 miếng, hàng siêu nóng luôn. Dán vào thì các bác chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gái, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, dán hết vào cho em, rất là ok luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá, dán ngải cứu này, dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Giá sẽ là 25k. Trên một hộp này bao gồm là 12 miếng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho các bác là 112 đầu thẻ. Đấy, 112 cái thẻ, và có kèm cả cho các bác là các cái gọi là một cái cáp sạc và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy. Thì cái này các bác về các bác bật máy lên này, bật nguồn ở đây nhá, cái nút nguồn này các bác bật nguồn lên này. Đó. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác nút vào này. Mẹ. Mother. Đấy, tức là song ngữ cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Bố. Father. Đó, và nó rất nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề. Đấy, rất nhiều chủ đề khác nhau để cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ máy đọc thẻ như này. Giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể mua để cho các bé nhà mình thả sức sáng tạo chơi, rồi nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Chủ đề cây cối, động vật, rồi xe cộ, rồi quần áo này, đồ ăn này, đồ ăn vặt này, đồ vật này, hoa quả này, động vật này, giao thông này, nhiều lắm, nhiều chủ đề lắm. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ, một bộ như này của nó sẽ là 90k nha, 90k. Rất tốt cho các bác mua để cho các em sử dụng. Tiếp theo thì liên shop về cho bác cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Giấy ướt lau dầu mỡ. Về nhà các bác chỉ cần là bóc ra. Đấy, ở cái giấy này nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái phần để mình lau dầu, lau mỡ, lau các cái đồ ăn nó bám ở trên bàn bếp ga này, rồi các cái khu vực ví dụ như là chậu rửa mặt này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cái xà bông này các bác này. Đấy, có sẵn cái xà bông này. Các bác chỉ cần lau đi cho em là xong, rất sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 thôi các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là giấy ướt lau dầu mỡ này. Giấy ướt lau mỡ nhá, lau mỡ. Giá sẽ là 25k trên một hộp này. 25k trên một hộp này bao gồm là 80 chiếc các bác. Đấy. Lô này về thì 80 chiếc nhá. Có lô thì 60, có lô thì 80, lô này 80 chiếc. Rồi ok các bác. Hello, hello cô ba các bác nhá. Hello cô ba. Đó thì hôm nay cô bốn lại về rất nhiều mã hàng, thì lại lên trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem like thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra của bên ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em gửi tới các bác trong ngày hôm nay đó là con Eto nhá. Con Eto hàng thương hiệu Asahi tem nhôm hẳn hoi, hàng của hãng, chính hãng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó là 99%. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180 cành trong con Eto như này nhá. 180k trong con Eto của Nhật như này. Đó, Asahi. Độ mở của nó thì nó sẽ là 5 sen nhá. Độ mở của nó là 5 sen, 5-6 sen. Độ mở của nó sẽ là đây. Độ mở của nó sẽ là 5 sen nhá, 5 sen. Thì các bác tha hồ thoải mái để mình sử dụng, mình kẹp.
Đấy, cái dưới này thì các bác kẹp vào bàn cho em, còn trên này thì các bác kẹp đồ vật liệu để các bác sử dụng. Và có một cái thân búa như này để các bác có thể kê để mình gõ gạc nữa. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào làm thợ, làm nghề và chuyên làm về cơ khí thì nên mua con này để sử dụng. Giá thì rất hợp lý, hàng hợp lý, giá hợp lý cho bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Asaki. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. Lên cho em là Eto này. Đấy, Eto. Giá sẽ là 180.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lên cho bác một cái siêu phẩm đây. Đấy, một cái siêu phẩm để tri ân khách hàng. Đó là cái bộ vít. Bộ vít này thì các bác lên cho em là bộ V46. Đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Và cái giá thì cũng rất là ưu đãi cho các bác trong ngày hôm nay. Chỉ có 130.000 thôi. 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 đầu vít này. Đấy, rồi đầu... đầu khẩu thì nó sẽ là từ 4 đến 14 này. Rồi là các cái đầu lắc này. Rồi tay vít này. Đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái bộ này thôi. Đây. Đấy, các bác dùng đầu vít này. Hoặc là đầu đầu khẩu này. Khẩu này thì sẽ có cho các bác là cả xoay nhanh cả đảo chiều luôn. Đấy. Cả xoay nhanh cả đảo chiều. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có xoay nhanh có đảo chiều. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho một cái bộ như này. Đấy, cả khẩu, cả vít, cả tất cả các chi tiết như này nhá. 130.000. Đấy, có cả tay lắc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là V46 nhá. V46. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ vít như này. Các bác mua một cái tô vít để cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Đây mà cả cái bộ vít đẹp như này. Lên cho em là V46 này, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái bơm 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay của Nhật, hàng made in Japan. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 240.000, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, Santalay made in Japan này, 240.000. Đầu bơm của nó thì sẽ là bơm xe máy, bơm ô tô, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đây đây. Và có đồng hồ báo nhá, xi lanh nhá. Đấy. Thân bơm của nó bằng inox này, rất đẹp cho các bác luôn. Santalay này, made in Japan này. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 240.000, ta ship tận nhà. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti. 2 ti, giá sẽ là 240.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một mã sản phẩm, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá cũng rất là tốt nhá, chỉ có 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết này thôi. Đấy, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đây, một cái bộ khẩu chất lượng như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Khẩu của nó thì nó sẽ có cho các bác là khẩu từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24, và nó sẽ có cho các bác là một tay công và một tay nối dài. Các bác có thể dùng bạn trực tiếp như này cho em này. Đấy. Và các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được này. Bình thường nếu các bác mua một cái đầu khẩu như này thôi, đã phải mất đi là vào khoảng là một cái tay công như này thôi. Một cái tay công như này đã phải khoảng trên 100.000 rồi. Đấy, đây. Rất là ngon luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu cót của nó đã thấy thích rồi. Đó. Thế mà combo cho các bác một cái bộ như này. Đấy, bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 10 đầu. Và các cái đầu khẩu là từ 8 đến 24 nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu khẩu như này. Giá chỉ có 160 cành thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật của hãng rất chất lượng mà cái giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12. Đấy. Khẩu 12 giá sẽ là 160.000. Đó. Khẩu 12 này. Khẩu 12 160.000 cho cái bộ khẩu 12 như này. Siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Con hạc bằng đồng đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Và bên em bán kèm cả hương luôn nhá. Đấy, đây. Đây nó sẽ là một cái lư hương này. Đấy, các bác về thì các bác mở cái lư hương này ra đeo lên cho em. Đó, đây. Các bác đeo cái lư hương này lên đây. Đó, đeo lư hương lên đây này. Đây, đấy. Sau đó thì các bác cho cái nhang vào đây, cho cái nhang vào đây. Đó, sau đó thì mình đốt thôi. Đấy thì mình có thể là để trên bàn thờ này. Đấy, hoặc là để trên bàn trà mình thư giãn cũng rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho một cái bộ hạc đồng như này nhá. Đấy, một con hạc bằng đồng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, lên cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này.
Đấy, tiếp theo thì bên shop có bán kèm cả cái nhang hạc này luôn. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp nhá, rất là thơm luôn. Một bịch này của nó thì nó sẽ có cho các bác là vào khoảng là 40 viên. Đó, 40 viên như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là nhang hạc nhá. Nhang hạc 70.000 cho một típ như này. Đấy, một típ như này. Tiếp theo hôm nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này các bác này. Đấy. Một con bàn là hơi nước mini. Cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Hàng thì rất chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này. Về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đấy. Tháo cái này ra cho em này, tháo này ra cho nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây là mình sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000, có điều chỉnh cho các bác luôn. Mâm miếc cực kỳ là dày luôn nhá. Đấy, mâm gang cực kỳ là dày, nóng nhanh, nhỏ gọn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, 135.000 cho một cái em bàn là hơi nước mini như này. Đấy, 135k. Các bác dùng nó khá là thuận tiện để mình mang đi du lịch này. Đấy, du lịch, đi học, đi làm hoặc là để nhà sử dụng cũng được. Đấy, lên mã giúp em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Đó, bàn là này. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu đó là cái bàn là đứng nhá. Các bác này, đây. Nó sẽ là một cái mẫu bàn là đứng như này. Đây. Đấy, một cái con bàn là đứng như này. Hàng của thương hiệu Socani này. Hàng này thì cũng xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 300 bộ này là 300 mấy nhỉ? Hả? 350.000 nhá. Đó, con này sử dụng điện 220V. Đây, các bác lắp vào đây cho em. Đó. Bàn là bằng hơi nước, không lo bị cháy quần áo nhá. Đấy, cho nước vào đây cho em. Đấy. Không 370.000 nhá. Xin lỗi các bác là 370.000. Đây. Hàng của thương hiệu Socani này, sử dụng điện 220V đến 240V, công suất 1500W. Con này thì ưu điểm của nó là không bao giờ lo bị cháy quần áo, tại vì khi các bác bỏ ra là mình sẽ để ra ngoài. Còn nó không như cái bàn là kia, là bàn là kia là có khi các bác còn quên thì mình vẫn để nó úp mặt xuống. Còn cái này thì nó là chủ yếu là bằng là bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng nó sẽ đẩy ra và các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn, quần áo nó sẽ phẳng luôn. Đấy, con này thì rất tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể treo trực tiếp quần áo lên là mình là thôi. Đó, lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng, chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đó, và rất là nhanh. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng. Giá của nó sẽ là 370.000. Đó, bàn là đứng này. Đấy, lên cho em là bàn là đứng. Giá sẽ là 370k. 370k, bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia. Bỏ trên con dao đi. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao. Đó là cái máy sấy đũa nhá. Đấy. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm rồi. Bắt đầu vào cái mùa nồm ẩm và đũa của các bác hay bị mốc, hay bị vi khuẩn này. Đấy, thì các bác dùng cái con máy sấy đũa này cho em, rất là tiện. Đấy. Có sẵn miếng dán về nhà các bác chỉ dán lên tường thôi, sau đó thì cắm điện vào cho em là ok nhá. Đấy, cắm điện thì nó sẽ sử dụng điện bằng cái chân sạc điện thoại. Đấy, có cáp cho các bác luôn. Đây, đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác này. Đấy, có miếng dán tích cơ này, về nhà các bác dán vào tường này. Đấy, và có đây nó sẽ có cho các bác là dây sạc như này nhá. Có dây sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình. Đó, cắm vào cái cổ sạc điện thoại nhà mình luôn. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhá. Máy sấy đũa, giá của nó sẽ là, con sấy đũa này bao nhiêu đấy? 100.000 nhá. Lên cho em là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con máy sấy đũa như này. Đấy. 100k. Đó, 100k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Thùng bình này đặt đũa, thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm mốc. Mỗi lần có cốt ăn cơm xong vợ tôi đều phải rửa đũa và sắp xếp rất lâu. Vì thế tôi đã tìm hiểu và mua cho vợ tôi hộp rửa đũa tiệt trùng bằng tia UV. Thùng bình này đặt đũa, thìa và dao vào bên trong và sau đó chỉ cần cắm điện vào là chúng sẽ được vệ sinh và hút ẩm. Phía dưới hộp còn có khay đựng nước, vệ sinh đũa thìa sạch sẽ không sợ bị ẩm mốc. Mỗi lần có
tia UV luôn nhá, có tia UV diệt khuẩn luôn, giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy hút bụi ống nhá. Đấy, con này thì hút siêu khỏe luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu hút này, ống dài này, đầu thổi vệ sinh này và cáp sạc các chiếc đầy đủ cho bác luôn. Con này thì hút siêu khỏe luôn các bác. Đây. Đấy, máy hút rất là khỏe luôn và cái giá thì sẽ là 260.000. Bên em sẽ bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Máy thì rất là khỏe nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó. Có hàng nó vận chuyển về để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em là ok. Đó. Đây. Đấy. Con này thì của nó thì nó chạy rất là khỏe các bác, chạy rất là khỏe. Đấy. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây, đấy, chạy rất là khỏe luôn. Đấy, nó hút được cả cái điện thoại này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Cả một cái điện thoại của em to như này mà đặt lên nó còn hút được là các bác biết rồi. Đấy. Các cái loại bụi này, dế bóng nó hút vào hết luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác này. Cả một chiếc điện thoại này là các bác biết rồi. Máy chạy rất là khỏe này các bác này. Đó. Đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là 260.000 nhá. Các bác có thể hút trên ô tô này, hút trên ban thờ này hoặc là các cái khe kẽ, tại vì nó có cái ống dài như này các bác cho vào rất là tiện. Trên ô tô là rất là nhiều các khe kẽ, các bác đặt vào mình hút rất là tiện. Lên cho em là hút bụi ống nhá, hút bụi ống này, hút bụi ống 260 cành, bao ship cả nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm pha trà, cái bình trà bằng đồng nhá, bình trà bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng nhá, bình trà đồng. Đây. Con này nó sẽ là 4 lạng. Đấy, bình trà đồng 4 lạng như này. Cái bình 4 lạng này bao nhiêu đấy? Bình trà đồng 4 lạng 290.000 các bác nhá, 290.000. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim. Bằng hợp kim mạ đồng, ở đây nó sẽ có cho các bác là từ 15 đến 20% đồng phủ bên ngoài. Dùng bền màu đẹp, các bác có dùng từ 5 đến 10 năm cũng ok, không bao giờ lo bị mất màu, nó vẫn giữ nguyên màu này nhá. Đây. Đó, thấy không? Đó, rơi ok, không bao giờ lo vỡ. Đó. Giá thì 290.000. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, bình trà đồng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng, giá sẽ là 290k. Đó, 290.000. Còn cái 2 lạng không? Bên em có 2 lạng nhưng mà tạm hết các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đốc sạc kèm pin và nó là dòng pin đồng hồ. Đấy, cái này thì nó sẽ là pin đồng hồ thôi. Đốc sạc kèm pin đồng hồ như này. Đấy. 65.000 cho một bộ, bao gồm là cả đốc sạc cả pin như này nhá. 65.000 một bộ. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng cho pin đồng hồ cho em. Đấy. Chuyên dùng cho pin đồng hồ hoặc là pin mic nhá, pin mic đấy, chấm ở đây cho em. Đó, thì mình dùng nó rất là tiện. 65.000 nhá. Cái này thì bên em bán combo chứ không có bán lẻ. Nếu các bác muốn mua hai bộ pin thì bắt buộc các bác phải mua hai bộ đốc, tại vì là nó không có bán rời mà nó bán combo như này, cả đốc sạc cả pin như này nhá. Giá sẽ là 65k. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, đốc sạc này, pin đây là pin đồng hồ nhá, đốc sạc pin đồng hồ, giá sẽ là 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhá, 85.000 một chiếc này. 85.000 cho chiếc khóa chữ U này, chất liệu của nó bằng thép hết nhá. Đấy. Và bên shop thì luôn luôn để mặc định là dãy số 0, thì các bác muốn dùng thì các bác chỉ cần mở ra này cho em là xong. Đó. Và khi cài mật khẩu thì trước tiên là các bác mở ra này. Đấy, sau đó thì các bác vặn cái này cho em này. Đây nhá. Cái màu trắng này, hai vạch màu trắng vặn đi này. Ví dụ em để là mật khẩu là 4 số 9 này, em vặn trở lại thế là xong này. Còn các bác muốn đặt mật khẩu như nào tùy ý, 1 2 3 4 ngày tháng năm sinh đều được hết. Đó, còn đây là em đang để là 4 số 9. Bây giờ em lại đổi thành 4 số 0 nhá. Đây, cái vạch trắng này vặn lại cho em này, sau đó thì để lại 4 số 0 này, sau đó thì vặn lại này. Đó, thì mật khẩu bây giờ vẫn là 4 số 0. Đấy, và khóa này thì nó sẽ là hình chữ U như này, cho nên là bên em gọi nó là khóa chữ U nhá. Đấy, rất đẹp cho bác luôn. Khóa chữ U. Khóa chữ U nhá, chữ U. Giá sẽ là 85k nhá, 85.000 cho một con khóa chữ U này, cũng rất là tiện quá này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa dây nhá, khóa dây. Đấy, các bác lên cho em là khóa dây một vòng như này, khóa dây một vòng. Đấy, thì cũng là mật khẩu như nhau thôi. Mật khẩu như nhau và cái lẫy để cài thì các bác ở đây. Đấy, chữ set và có chiều mũi tên đây này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái chữ set và chiều mũi tên đây. Các bác xoáy theo chiều mũi tên này. Các bác đổi mật khẩu xong các bác lại xoáy ngược trở lại nhá. Đó. Con này thì sẽ là 80.000. Lên cho em là khóa dây nhá. Đấy, khóa dây. Đấy, 80.000 cho cái khóa dây như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khóa dây. Khóa dây này. Khóa dây nhá. Khóa dây đen. Đấy, khóa dây đen 80k. Đấy. Khóa dây màu đen, lên cho em là khóa dây đen 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên đã giúp cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đấy.
Con này thì vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120 cành. Chức năng thì vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Có công tắc ở đây. Đây có công tắc. Có cái công tắc ở đây các bác này. Đấy, đâu công tắc đâu đó. Đây, có công tắc các bác bật lên này. Đấy, bật lên cho em. Đó. Và đây nó sẽ là cái ánh đèn màu xanh này, nó sẽ thu hút con muỗi bay vào. Đấy. Muỗi bay vào thì nó sẽ bị chập các bác nhá. Đấy, nó sẽ bị chập các bác này. Đấy đây, nó đánh lửa đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó đánh tạch tạch như này. Đấy các bác thấy không? Đấy đánh như này nhá. Là con muỗi bay vào nó sẽ bị quấn vào cái đèn này và nó sẽ bị chập điện nhá. Chập điện nó giống như cái vật muỗi thôi. Cơ chế của nó thì như cái vật muỗi và các bác có thể treo lên hoặc là để trực tiếp ở dưới đất, cầm giường cầm giếc cũng rất là an toàn và diệt muỗi rất tốt, vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đấy, đèn bắt muỗi đen này. Đèn bắt muỗi. Đấy, đèn bắt muỗi đen, nó màu đen nên em là đèn bắt muỗi đen. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 35.000 nhá. Đấy, đợt này về giá còn tốt hơn cho các bác này. 35.000 trong cái bộ nạo 3 món như này. Đấy. 25.000 các bác nhá. Lại còn 25.000 này còn tốt hơn nữa nhá. 25.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái nạo như này, một cái nạo như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này, một cái nạo tay cầm như này và có cái đầu khuấy để các bác khuấy cái phần bị sâu này và một cái kẹp nhíp và cái con dao này để các bác làm lòng gà, lòng cá. Combo cho các bác như này bao gồm cho các bác là 3 món. Đấy. Lên thì em là bộ nạo 3 món nhá. Đấy, nạo 3 món. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Bây giờ các bác đi đâu mà mua được 3 cái món đẹp như này mà giá 25.000. Bây giờ các bác mua một cái nạo ở ngoài chợ thôi cũng đã phải mất là đi 20-25.000. Thế mà đây 25.000 cho 3 món luôn. Lên thì em là nạo 3 món nhá. Nạo 3 món. Giá sẽ là 25k. Đó, 25k. Giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... các bác lên mã giúp cho em đó là kia keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo màu trắng như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Ví dụ các cái phần tường nhà các bác bị nứt nẻ, bị bong chốc rồi bị mốc này thì các bác bôi lên cho em hoặc là các bác chít lên cho em. Đấy. Lên cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường 40k. Đó. Keo vá tường. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Con này thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác. Nứt tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan, bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng. Keo vá tường, sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Sau khi khô có thể hàn lại với bề mặt tường ban đầu, rất chắc chắn và không bị bột. Chứa nhựa chống thấm để chống bám bẩn. Nó được sử dụng để sửa chữa các vấn đề về tường như hư hỏng tường trắng, nứt, chảy xước, chống rỗng, lỗ đinh. Tường nhà lâu ngày bị bong chóc, vết gãy, nứt tường lâu ngày trông thật bất mỹ quan. Bạn muốn tự mình sửa chữa nó đơn giản nhanh chóng, keo vá tường. Sản phẩm có đặc tính nhất mạnh và có thể che hiện tượng bong chóc tường hiệu quả. Áp dụng trực tiếp vào tường bị hư hỏng và nó rất dễ dàng để sử dụng. Đó, rất là tiện ích các bác nhé. Ngoài ra thì... bên shop có cái keo vá tường là 40.000. Tiếp theo là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Ngăn mùi và ngăn kiến dán côn trùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45k. Đấy, lên cho em đó là nắp cống nhựa nhá. Đấy. Nắp cống nhựa, giá sẽ là 15k. Nắp cống nhựa này. Giá của nó sẽ là 15k trong chiếc như này. 15.000 trong chiếc nắp cống nhựa như này. Đây em cũng có cái video thực tế luôn. Đấy con này thì lắp đặt cũng rất là dễ dàng rồi các bác này. Đấy mình chỉ cần là lấy cái nắp cống này. Đấy cho vào. Sau đó thì mình đặt vào là xong. Nước rồi rác rưởi các thứ này. Đấy. Đều giữ lại được hết nhá. Và rất là tiện ích luôn. Nắp cống nhựa ngăn mùi giá chỉ có 15k thôi. Sử dụng thì cực kỳ là tiện ích. Và ngăn mùi ngăn côn trùng kiến gián rất là tốt luôn. Khi nước xả xuống thì nó sẽ mở và không thì nó sẽ đóng lại. Rất là tiện luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số quán Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác rất là nhiều mã hàng mới trong video ngày hôm nay các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút massage nhé. Đấy, đây nó sẽ là một cái bút như này. Đấy, hình một cây bút như này các bác này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn pin cho bác rồi. Các bác về các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Xoáy vào cho em này. Đấy. Cái này thì các bác dùng để mình massage. Đây nó có công tắc ở đây này. Đấy. Ở đây thì con này nó vừa là massage vừa là sung điện nhá. Đây. Đấy.
đây các bác này, đấy các bác có thể tăng cấp độ ở đây nhá, tăng cấp độ ở đây đó, đây đấy, cái này thì các bác vừa massage vừa là xung điện luôn đây các bác này, đấy nó có xung điện như này đây, đấy em đưa vào cái lòng bàn tay nó giật giật đây này các bác này, đấy cái này thì nó là dùng bằng massage xung điện nhá, massage xung điện đấy, thì nếu bác nào chưa quen thì nó cũng hơi khó chịu một tí, thế nhưng mà dùng xong thì nó rất là tốt các bác nhá, rất là tốt luôn, massage xung điện đấy các bác lên cho em là bút massage nhá, đấy bút massage, con này thì nó dùng bằng xung điện và nó có hai cái đầu như này, hai cái đầu như này và các bác xoáy ra xoáy vào, đấy, tống hát ở đây các bác này, đấy và công tắc to nhỏ đây, đấy nó chạy bằng pin con thỏ thì hết pin thì các bác có thể mua pin mình sử dụng thôi, đấy mua thêm pin mình sử dụng mà thôi, nó rất là tiện đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy 90.000 cho một con máy massage như này. Đó. Và các bác có thể thay cái đầu này được này. Đấy. Xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra. Và các bác thay cái đầu này vào cho em này. Đấy, thay cái đầu này vào cho em. Nó sẽ có hai cái đầu như này. Đấy, một cái đầu hình tròn và một cái đầu hình đồng tiền như này, đồng xu như này. Đó. Có hai cái đầu này để các bác có thể thay vào mình sử dụng cho nó tiện ích. Đấy thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, nó sẽ có hai cái đầu như này cho các bác sử dụng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhé, 90k cho một con bút. Các bác lên cho em là bút massage nhé. Đấy, lên cho em là bút massage. Đó, nó hình cây bút như này. Lên cho em là bút massage nhé. Đấy, bút massage này. Đó, bút massage. Giá của nó sẽ là 90k nhé, 90k cho một cái bút massage như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, có sẵn pin cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em đó là móc đơn nhá, móc đơn này. Đấy. Đây, cái này thì nó dùng để móc áo nhưng mà em dùng nó là móc đơn luôn cho nó dễ. Đấy. Móc đơn như này. Thì một cái này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 7.000, 7.000 cho một cái như này nhá. Đấy. 7.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, 7.000 chiếc này. Các bác có thể mua 3 chiếc, 5 chiếc tùy ý. Bên em bán thấp nhất là từ 3 chiếc trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 7.000 một chiếc như này. Đấy, nếu bác nào mua từ 3 chiếc thì bên em tính cho bác là thôi em bán là thấp nhất là 3 chiếc đi. 3 chiếc là 20.000. Đấy, còn bác nào mua cả chục. Mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá. Đấy. 60.000 một chục, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Mua lẻ sẽ là 20.000 ba cái, còn bên em bán cả chục thì sẽ là 60.000 cho một chục như này nhá. Đấy, 60.000 cho một chục như này. Đấy, giá thì con này các bác dùng để phơi tất này, phơi quần, phơi áo hoặc kẹp quần, cái áo rất là ok luôn nhá. Các bác lên theo là móc đơn nhá, móc đơn. Đấy, 20.000 ba cái, đó. Móc đơn này. 20k. 20k là bằng ba cái nhá. Đấy. Còn 10 cái thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000 cho 10 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái móc gỗ như này. Cái này thì nó sẽ có cho các bác một cái đây, một cái đầu này để các bác xoáy vào cho em. Đó đây. Đây là cái đầu, đây cái đầu này các bác xoáy vào này. Thì mình có thể dùng để mình treo quần áo này rồi treo đồ ăn thức uống, nói chung là treo cái gì cũng được, nó rất là tiện, móc bằng gỗ như này. Đấy, cái này nó dập bằng máy cực kỳ là chắc luôn. Và nó bằng inox nhá, rất sạch sẽ sáng bóng này. Đây thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đấy, nó sẽ có 8 cái đầu đeo như này. Lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá con này thì đặt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ có 30k thôi. Lên cho em là móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá của nó sẽ là 30k cho một cái móc gỗ như này nhá. Đấy, móc gỗ, giá sẽ là 30.000. Giá siêu tốt cho các bác sử dụng luôn. Đó, giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là móc gỗ, giá sẽ là 30k. Rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu cái nạo các bác nhá. Đấy, cái nạo thì các bác lên cho em là bộ đôi nhá. Đấy, bộ đôi nạo này. Đấy, bộ đôi nạo Nguyên Linh đây. Đấy. Bộ đôi nạo này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Hàng cực kỳ to, tát, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. 70.000 cho hai chiếc nạo của Đức như này. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh hay hình người của Đức này. Đó, rất chất lượng cho bác nhá. Dày dẫn chắc chắn, rất là ngon lành cho bác luôn, sắc bén. Thì nó sẽ có cho các bác là hai cái, một cái là nạo ngang và một cái là nạo đứng như này. Cái này là nạo đứng theo vật thể này, và cái này là nạo ngang theo vật thể nhá. Đó, thì sẽ có hai chiếc như này.
bằng inox này, rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì đều có cái đầu khoáy để các bác khoáy cái phần sâu này này. Đấy, khoáy cái phần sâu này rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức giá chỉ có cho các bác là 70k thôi. Đó. Bộ đôi này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Nạo Đức giá của nó sẽ là 70k. 70k trên 2 chiếc như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng đẹp, chất lượng. Giá thì rất hợp lý, combo 2 chiếc nạo như này. Giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, giá 70.000. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Giá sẽ là 60.000 cho một con tô vít đen như này. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít và một thân đầu vít như này và 6 cây vít nhá. 6 cây vít sẽ có cho các bác là 12 đầu, 2 4 6 này. 6 cây 12 đầu to nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe đầy đủ. Con này thì nó sẽ có một cái nấc như này. Đấy. Dòng này thì nó sẽ có vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích. Đấy, có chức năng xoáy nhanh như này, bác nào làm thợ làm nghề dùng con này rất là đã này. Đấy. Và cũng có điều chỉnh nhá. Đấy. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Một bộ như này giá chỉ có 60.000 thôi. Giá chỉ có 60.000 trong cái bộ vít đen trợ lực này thôi. Giá rất là hợp lý luôn để cho các bác có thể sử dụng. Đây, các loại mũi của nó đây các bác này. Đấy. Đây. Lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Đó. Vít đen này. Trợ lực này. Giá sẽ là 60k cho một bộ nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái tất hàng của thương hiệu Nai này. Đấy, tất một vỉ này là 10 đôi. Một vỉ này là 10 đôi có màu đen và màu trắng như này. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nai đây. Chất liệu của nó thì bằng sợi bông, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, chống đau chân rồi hôi chân rồi co giãn 4 chiều rồi thấm hút mồ hôi rất tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10. Đó. Tất vỉ 10 giá sẽ là 90k. Đó. Tất vỉ 10 đôi giá 90.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Đấy, nó sẽ là con bật lửa rồng như này. Đấy, bật lửa rồng như này các bác này. Đấy. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, và hình viên ngọc nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là bật lửa viên ngọc nhá, bật lửa viên ngọc. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá. Đấy. 130.000. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa viên ngọc nhá. Bật lửa viên ngọc nó có hình viên ngọc màu đỏ này. Đó. Và bật lửa này thì nó sẽ là có hai màu, màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng và màu bạc siêu đẹp như này. Đó, các bác thấy không? Đây, hàng rất độc đáo, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Bao quanh nó là con rồng nhá. Đó. Và con này chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng vào cho em là ok. Đổ xăng, đổ dầu vào cho em là ok thôi. Bác nào có xăng thơm thì mua xăng thơm, và bác nào hay dùng máy lửa các bác biết phải mua cái gì để sử dụng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, 130.000 một chiếc. Đó. Em có màu vàng và màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy, muốn lấy màu nào thì lấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc. Đấy, nó có hình viên ngọc mà. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 hộp 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Hộp bộ 5 khay inox siêu mỏng. Một bộ này của nó thì bao gồm là 5 khay. Cái khay to nhất của nó này thì là 18cm nhá. Khay to nhất này của nó là 18cm. Đấy. Có nắp đậy nắp điếc hẳn hoi như này các bác này. Đấy. Nắp đậy hẳn hoi như này. Các bác có thể dùng đựng phẩm, thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đó. Và bộ này của nó thì nó sẽ là 5 khay nhá. 5 khay như này. Hàng này thì không đến nỗi là quá mỏng đâu, nhưng mà em cứ nói trước là siêu mỏng để đến cho các bác khỏi phải lăn tăn. Tại vì cái giá các bác bỏ ra chỉ có 50.000 thôi, cho nên là cũng không lăn tăn làm gì cả. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay này. Đó, inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox tròn siêu mỏng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ cân được tối đa là 5kg. Đó, tối đa là 5kg. Con này thì các bác chuyên dùng trong nhà bếp kia. Đấy, chuyên dùng trong nhà bếp kia. Để mình cân thực phẩm, cân đồ ăn, đồ uống để ok.
sẵn pin rồi. Lô này thì về sẵn pin, có lô về có pin, lô về không pin thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đó, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ này. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, lắp vào là mình dùng thôi. Đây, lắp vào cho em. Đó, về nhà các bác cân. Và con này thì ưu điểm của nó là có chức năng trừ bì, cho nên là các bác dùng nó rất là sướng. Đây, đấy, cân đã lên bình thường các bác nhá. Đó, nó tính bằng gam này. Đây, em đặt cái điện thoại của em lên này. Con điện thoại này của em là 223g này. Đó, 223g, tức là 2 lạng 2 lạng 2, 2 lạng 3. Đó, tiếp theo thì em đặt cái bộ bút massage lên này. Đó, đây thì bây giờ em phải trừ bì đi đã nhá. Đó, nhấn trừ bì thì em nhấn cái nút nguồn này. Nhấn cái nút nguồn này thì nó sẽ trừ bì về không này. Đó, sau đó thì các bác đặt cái này lên. Đó, thì cái bút massage này là 143g cả vỏ này. Đó, thì nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về không, và các bác nhấn nguồn này. Đấy là nó sẽ tắt nguồn và nó về không cho các bác. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, cân lên cho em là cân 5. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Cân 5 nhá. Đấy, cân 5 cân, giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho cái cân 5 cân này. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây ở đây nó có cái lẫy khóa này. Đấy, và các bác mở ra này. Đấy. Có phần điều chỉnh ga ở đây nhá, điều chỉnh ga to nhỏ ở đây. Đó, các bác theo. Đây, bật nó lên này. Con này thì các bác có thể dùng để mình nhóm lửa này, mồi bếp ga, hoặc là dùng để hút thuốc lào cũng đều được hết nhá. Đó, đây, có cái phần báo ga này các bác này. Lên cho em là bật lửa cây. Giá sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k cho một em bật lửa cây như này nhá. Bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khăn ướt nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp này. Các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Đấy, khăn ướt lau bếp này. Đó. Khăn ướt lau mỡ nhá. Đấy, lau mỡ. Khăn ướt lau mỡ. Khăn ướt lau mỡ giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25k nhá. 25k cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này. Đấy, cái này thì về nhà các bác chỉ cần là lấy ra thì nó sẽ là một cái khăn như này. Đấy, nó sẽ một cái khăn như này. Thì các bác lau bàn bếp này, rồi lau các cái phần mà bị mỡ nhá. Ở đây thì nó đã có thấm sẵn các cái chất tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, và nó là bằng sinh học, cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên thì em là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp. Một bịch này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho bịch khăn ướt lau bếp hoặc là lau mỡ này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái đũa của Nhật này. Đũa của Nhật đây. Thì một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi. Giá thì sẽ là 40.000. 40.000 cho một cái vỉ đũa Nhật như này. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đó. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k một vỉ 10 đôi. Con này thì chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Hàng nội địa của Nhật nhá, kháng khuẩn nhá. Đấy. Kháng khuẩn lên tới 99% luôn. Kháng khuẩn lên tới 99%. Một vỉ này của nó là 10 đôi, chịu nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đây. Đấy, một vỉ của nó sẽ là 10 đôi như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Một vỉ 10 đôi. Các bác dùng trong gian bếp nhà mình thì rất là ok và tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật một vỉ là 10 đôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá. Một
một bịch này của nó thì sẽ là 25.000 và số lượng của nó thì nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, các bác dùng để mình bọc thực phẩm, đọc thức, bọc thức ăn, đồ ăn các bác ăn không hết thì mình đồ ăn các bác ăn không hết thì mình bọc lại, sau đó thì mình bỏ vào tủ lạnh thì nó sẽ không bị mùi. Hoặc là các bác có thể nhà có cỗ có bàn thì các bác cũng dùng cái này, nó rất là tiện. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 một bịch như này các bác nhá. Đấy, dây rút như này rất là tiện này, dùng xong 20.000 nhá. Đấy, trước em bán 25 đợt này về cho bác giá còn 20.000 nhá. Đó đây. Khi các bác dở ra thì rất là to luôn. Đấy, dở ra rất to như này. Các bác nữ thì có thể chùm đầu được các bạn. Đấy, chùm đầu để khi mình gội đầu hoặc là mình rửa mặt nó không bị ướt tóc. Đấy, còn là ngoài ra thì các bác dùng để bọc cỗ, chức năng chính của nó là bọc cỗ. Giá thì sẽ là 20k. Các bác lên cho là bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá sẽ là 20.000. Bọc cỗ này, giá của nó sẽ là 20k trên một bịch như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh. Con này thì siêu nhạy luôn. Đó, rất là tiện. Các bác dùng thì ấn đều hai tay này cho em này, ấn đều hai tay này bẫy sẽ mở này. Đấy, và cho mồi vào đây. Đấy, chuột chạy qua là sập bẫy luôn các bác thấy không? Đấy. Giá thì siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 15.000 cho một chiếc như này thôi. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, sập bẫy luôn các bác này. 15k cho một chiếc như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, các bác thấy không đây? Rất nhạy luôn các bác thấy không? Bẫy chuột thông minh rất là nhạy luôn. Chỉ cần con chuột hơi chạm nhẹ vào cái là sập bẫy luôn các bác này. Đấy, sập bẫy luôn các bác thấy không? Rất nhạy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 15k trong cái bẫy chuột thông minh như này thôi. Bẫy chuột thông minh 15k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi và một bàn cạo như này. Bác nào nhiều dâu mua cả bộ này cho em về mình dùng dần. Đấy. 30 lưỡi kem, một bàn cạo và một hộp kem như này. Một bàn cạo như này và một hộp kem. Đó. Giá chỉ có 60 cành thôi. Các bác mua về để mình dùng trực tiếp mình massage cái kem này vào, sau đó thì mình cạo dâu thì nó rất là tiện. Đấy, chống bị rát và các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Một hộp một bịch như này combo cho các bác bao gồm là 30 cái lưỡi như này, 30 lưỡi kem như này và 30 cái lưỡi như này và một cái bàn cạo như này, giá chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhé, giá sẽ là 60.000. Đó, lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá. 60.000 trong cái bộ lưỡi kem như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Đấy, nếu các bác dùng hai chân thì quy ra nó sẽ là được 25 lần. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Đấy, các bác chỉ cần bóc cái miếng dán ra, sau đó thì mình dán gói thuốc vào. Đó. Thì giúp thải độc rất là tốt luôn, thải độc tố ở cái gan và chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông tinh như vậy. Đấy các bác nhá, rất đơn giản thôi, các bác lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân, giá thì sẽ là 40k cho một bịch 50 miếng như này. Đấy. 40k cho một hộp như này 50 miếng. Giá thì chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà giúp thải độc chân rất là tốt nhá. Đấy, tinh chất thì bằng ngải cứu và các loại thuốc nam thảo dược rất là tốt luôn. 40.000 cho một bịch như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ nhà bếp đây, đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox hàng của thương hiệu Winling của Đức đây. Đấy, thương hiệu Winling. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đầu này thì có đánh nhám chống dính chống trơn trượt này. Đấy, đầu này của nó thì nó sẽ là inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức. Đó, hai hình người đây. Và một hộp này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi. Hàng thương hiệu đũa Winling của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá thì sẽ là 55k nhá. 55k cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi. Đấy, tính ra chỉ có hơn 10.000 một đôi thôi. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn, đũa inox này.
Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bảng tô nhé, bảng tô. Cái này thì các bác dùng cho trẻ em đấy, để tô vẽ rồi các em nó thỏa sức sáng tạo luôn. Có cái nút xóa ở đây và có cái khóa này, các bác mở khóa này cho em này, đấy, xóa cái này đi này. Đấy, sau đó các bác tìm kiếm cho em là shop Phạm Huấn này, nó shop Phạm Huấn, đó là nó sẽ ra, xóa đi. Đấy, tô vẽ thoải mái luôn nhá, không thích mình lại xóa này, đó. Thì các bác cho các em nó dùng thỏa sức sáng tạo luôn. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá, bảng tô. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50k cho một chiếc bảng tô như này. Đấy, rất là tiện. Và có cái bút này các bác cho các em nó sử dụng. Thì các em nó sử dụng cái này thì nó cũng tránh xa được điện thoại, máy tính bảng. Và nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ thì rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là bảng tô, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Lọc rác inox sẽ là 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện nhá. Các bác đặt vào cái phần chậu rửa của mình thì nó sẽ giúp cho các bác là lọc cặn, lọc các cái cặn thừa và thoát nước nhanh. Đấy, bình thường cái lọc rác thường thì nó rất là ít cái lỗ cho nên là nó chảy không nhanh. Còn cái này nó nhiều lỗ này, chảy rất là nhanh. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn, giá chỉ có 15k thôi. Đây con này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người bị tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nha. Giới thiệu mọi người lọc rác bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người bị tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, rất ok, 15k. Lên cho em là lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k cho một em như này nhá. 15k một em. Đó. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóp tay đây. Đấy, cái này thì các bác chuyên dùng để mình tập thể dục. Đấy, nó sẽ có các màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó, thì con này nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác luyện tay như này cho em này. Đấy, thì khi các bác bóp như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Có đếm số như này. Đấy, một ngày các bác cứ bóp cho em là khoảng từ 100 đến 200 lần nhá. Đấy, 200 chiếc đây. Đấy, nó sẽ có đếm số này các bác này. Đấy, thì rất là tiện luôn. Các bác trông em bóp này. Đấy. Thì khi các bác bóp như này là nó sẽ giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có đẩy tăng cái số cân nặng ở đây lên này. Các bác xoáy cái này để đẩy tăng cân nặng lên nhá. Đấy, và giá thì chỉ có 40k thôi. Các bác lên cho em là bóp tay nhá. Bóp tay. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là bóp tay nhá. Bóp tay. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một chiếc bóp tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gấp nóng nhá. Đấy, bộ gấp bát đĩa. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái kẹp như này các bác này, một cái kẹp như này. Đây, một cái kẹp như này các bác này. Đấy. Và một cái gấp như này, một cái gấp như này thì cái này này các bác dở ra để mình kẹp vào bát và đũa này. Đấy, một cái bộ lót tay bằng cao su này và một cái đế lót như này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm là 4 sản phẩm như này nhá, 4 sản phẩm như này. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50.000 cho một cái bộ 4 sản phẩm như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Cái này thì siêu tiện ích rồi. Các bác có thể dùng để mình đồ ăn mình hấp này, hoặc là các bác đưa vào lò vi sóng mà nó bị nóng ấy, thì các bác dùng cái này mình gắp vào cho em, nó rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bộ hả? Bộ gắp bát đĩa. Đấy, bộ gắp bát đĩa, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Bộ gắp bát đĩa nhá. Gắp bát đĩa này. Đấy, bát đĩa đều gắp được hết nhá. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa. Em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá. Đấy, khi các bác mà dùng thì nó rất là tiện này. Đấy, đĩa này, đĩa tròn này. Đấy. Đĩa tròn gắp được hết này, đĩa chữ nhật này. Đấy. Kẹp này, cái kẹp này thì các bác kẹp ra như này, nó rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện các bác theo. Đây. Gắp được hết nhá. Đấy, nếu mà đồ nóng như này các bác dùng nó rất là nguy hiểm và rất là bẩn nhá. Đấy, nhưng mà các bác dùng cái này các bác kẹp vào cho em. Siêu tiện lợi luôn. Đó. Đấy. Rất tiện ích nhá, hàng chất lượng và giá hợp lý và tính ứng dụng cực kỳ cao luôn. Lên cho em là gắp bát đĩa, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái cam mô hình nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100 cành. Đây nó sẽ là một con đèn. Đấy, đèn giả cam. Đấy, và nó là một cái đèn sáng năng lượng mặt trời, nhưng mà nó hình cái cam. Thì là hai chức năng. Đấy, thứ nhất là vừa làm đèn sáng, thứ hai là vừa là cam luôn. Đó.
Và con này nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Đấy, dòng cảm biến. Ban đêm thì nó sẽ tắt và ban ngày thì nó sẽ lên. Đấy, con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, các bác về mà nhận hàng thì con nào hết pin thì các bác sạc. À, các bác cứ để ra ngoài ánh sáng, nó có đủ ánh sáng là nó sẽ lên thôi các bác. Đấy. Ban ngày là nó sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời là nó sẽ lên thôi. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Chỉ có 100.000 cho một con đèn con cam mô hình thì thôi các bạn. Đấy, chỉ có 100k thôi đây. Đấy, con kia nó đang bị hết năng lượng, về nhà các bác cứ treo lên là xong. Đây các bác này. Đấy, đây. Rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Nó sẽ có 3 chế độ này. Đấy. Khi mà ban ngày thì nó sẽ cảm biến không lên và ban đêm thì là nó trời tối là nó sẽ lên. Đấy. Bình thường thì nó rất là sáng luôn mà con này thì nó gần như đang nó đang bị hết năng lượng hết rồi. Đấy. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây em để vào tối cái này nó lên luôn này các bác này. Đấy, nó sẽ lên này. Đèn sáng nó các bác này. Đấy, rất là sáng luôn, nhưng có cái là con này nó đang bị hết năng lượng, nó hơi tối. Về nhà các bác cứ treo ra ngoài là nó sẽ sáng thôi. Đấy, lỗi thì bên em đổi mới, các bác yên tâm sử dụng. Nên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Cam mô hình 100k cho một chiếc cam mô hình như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay khô, hàng đựng trong hộp như này. Công suất của nó sẽ là 250W, điện 220V và 50Hz. Đó, đây. Nó sẽ là một con máy như này. Và em sẽ xay thử gạo cho các bác xem. Đây. Đấy, em sẽ cho gạo và em xay nhé. Cho gạo và em xay các bác này. Đấy. Và cái công tác của nó sẽ là cái nút như này các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Em cho nắm gạo vào nhá. Mấy em xay một lúc mà nó đã ra thành bột này rồi các bác này. Đấy, gạo đã ra thành bột thế này rồi. Thì nói chung nó rất là tiện. Các bác có thể xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt cũng đều ok. Đấy các bác thấy không? Đó, gạo nhỏ tăng như này nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô nhá. Đây, thân của nó bằng inox, rất là đẹp luôn này. Đó, lưỡi của nó đây. Đấy, lưỡi của nó đây. Và con này của nó thì dung tích của nó sẽ là 700ml nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là máy xay khô nhá. Đấy, máy xay khô 120.000, máy xay khô 120k nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái nồi nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó thì con này nó sẽ có chức năng là ăn lẩu, ăn mì này, hoặc là các bác dùng để hấp được. Đấy, dùng để hấp đồ ăn được, nó có cả một cái khay hấp như này. Đấy, rất là tiện. Dung tích của con này thì nó nhỏ xinh thôi. Đấy. Và có chống dính luôn, có chống dính các bác có thể dùng để dán được. Đây, dây nguồn của nó này. Đấy. Và có số 1, số 2 như này. Các bác dùng để ăn lẩu thì rất là thích luôn. Đây. Đấy, công suất của nó là 600W, điện 220V. Cái này các bác có thể mang đến công ty, mang đến văn phòng để mình ăn lẩu, ăn mì rất là ok này đấy. Hoặc là nấu canh, nấu riêu cũng rất là ok luôn. Đấy, bật công tắc lên cho em xong, cắm điện vào. Hoặc là buổi sáng các bác muốn hấp đồ ăn, nấu xôi cũng được. Đó, đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini nhá. Đấy. Nồi lẩu mini. Nồi này. Lẩu mini giá sẽ là 160k nhé, 160.000 cho cái nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhé. Đây, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, con này thì rất là tiện đấy. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp điện này, sau đó thì mình có thể ngoắt nghéo này và có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, đuôi E27, đuôi phổ thông, phổ dụng phù hợp hết nhá. Giá sẽ là 35k. Đấy, giá cực kỳ siêu rẻ cho bác luôn. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo. Giá sẽ là 35.000 một chiếc. Giá gọi là siêu rẻ luôn. Đấy thì rất là tiện. Các bác mình sử dụng điện đó mà đâu đấy thì mình có thể mang cái này đi là mình đấu bóng vào cho em là xong. Xoáy bóng vào là xong. Siêu tiện ích luôn. 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm như này. Đây. Đấy. Khi trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Lắc thật kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì khi các bác xịt thì đây. Đấy, ví dụ như các cái phần này nó bị thấm rột này. Đây, nó bị thấm rột, nó bị nứt như này. Thì các bác xịt vào là nó sẽ phủ hết lên các cái bề mặt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho là xịt chống thấm này. Đây, đấy. Xịt nó sẽ phủ lên hết này. Đấy, nó sẽ có các cái phân tử nano nhá. Đấy các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái phân tử nano. Và nó sẽ thấm đều nhá. Đấy, thấm đều vào các khe kẽ này. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là chống thấm rột cực kỳ là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này.
xịt chống thấm, giá sẽ là 50k cho một lọ xịt chống thấm như này, 450ml nhá. Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Chân nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi, ok các bác nhé. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đó, em Huấn Phạm này các bác nhá. Đó, các bác trông này em có quả mũ nồi rất chất chơi luôn các bác này. Đấy. Quả mũ nồi này thì đội rất là vừa xinh và đẹp luôn. Các bác có tí tuổi là đội và rất là đẹp các bác. Đó, mình có thể mua để sử dụng trực tiếp luôn. Đặc biệt là những ngày mùa đông rét mướt như này. Hoặc là các bác đội ngày thường cũng rất là ok. Con này thì các bác có thể thả ra này. Đây, để em thử cho bác xem. Các bác có thể là đội trực tiếp như này, hoặc là đây thì nó sẽ có cho các bác một cái vành bên trên này nữa này, để các bác đội cho nó ôm tai này. Đấy, đặc biệt là khi mà trời nó rét hoặc các bác đi ra ngoài đường thì các bác đội cái này vào thì nó vừa là giảm tiếng ồn rất là tốt luôn, đội vào là giảm 50% độ ồn này. Đấy, và ấm tai nhá. Ngày thường thì các bác đội bình thường thì các bác có thể không lạnh lắm thì các bác có thể cho cái này lên nhá. Đó, rất là ok luôn, rất đẹp nhá, một cái con mũ cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là rồi nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 à. 100.000 cho một con mũ nồi như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da này. Chất liệu bằng da và bên trong thì nó sẽ là nhung nhá. Đấy, nhung mịn như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là thích, rất đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái này là lớp nỉ này, lớp nỉ bông này. Rất đẹp các bác. Đấy, ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái vành che tai, và cái này thì các bác có thể thả ra như này hoặc các bác có thể ấn lên như này, rất là đẹp. Đó, giá thì sẽ là gửi cho các bác với cái giá đó là 100.000 cho con mũ nồi như này nhá. Lên trên là mũ nồi. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Đấy. Con hạc bằng đồng như này thì đây nó sẽ là một con hạc như này, và có kèm cho các bác là một cái lư nhá. Đấy, một cái lư. Cầm cho anh cái lọ hương ở đây này. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái lư đài sen như này, các bác treo vào đây cho em. Và bên shop có bán kèm cả cái lọ hương luôn nhá. Đấy. Thì con hạc bằng đồng này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp con này. Con này thì nó chỉ nhỏ gọn thôi. Nó cao độ khoảng 10 sen nhá, cao khoảng 10 sen, và các bác cho cái hương vào đây cho em. Cho cái hương vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, đây, cho hương vào đây cho em nhá. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là trang trí khắp nơi đều được nhá. Và các bác mua hương thì cái hương nhang hạc này thì sẽ là 60.000, còn con hạc này là 70.000 nhá. Đấy, con hạc này là 70.000. 70.000 một con. Còn cái hương thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Chất liệu của nó là bằng đồng, và cái hương này thì bên em bán một hộp này nó khá là nhiều luôn nhá. Đấy. Hộp này nhiều lắm, một hộp này của nó là phải hàng mấy chục cái luôn, mấy chục viên luôn, cho nên là thoải mái mấy chục vòng luôn, thoải mái cho bác sử dụng nhá. Đấy thì con cái nhang hạc này sẽ là 60.000 này. Nhang hạc này sẽ là 60k nhá. Đấy. Còn cái con hạc đồng này thì sẽ là 70k cho con hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái nến đỏ này, 45.000 một cây. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Cái này của nó thì nó sẽ là tự nhiên các bác nhá. Nó sẽ là tự nhiên như này. Đấy, tự nhiên như này thì khi các bác dùng nó rất là thích các bạn. Đấy. Nó lúc nào nó cũng kiểu là rung như này các bác này, rung như này. Trông nó như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k nhá. Lên trên là 4 đỏ 45.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, đây các bác này. Đây. Emanium này. Đấy. Thì con này của nó sẽ có cho các bác là một cái vòng như này, kèm thêm cho các bác là các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy. Khi các bác đeo thì thứ nhất là vừa là trang sức này. Vừa là trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k. Đó, vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng cho anh cái ổ điện này. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái phao nước này.
đây nó sẽ là một con phao nước như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Bây giờ các bác bỏ hết các cái dòng phao cơ truyền thống đi, dùng nó rất là khó chịu nhá, mà các bác dùng sang cái phao này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, ở đây thì cái này là sẽ là điều hướng nước này, còn các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp vào cho em là xong thì các bác sử dụng nó rất là đa di năng luôn. Ở đây thì khi mà nước ngập phao này 1 cm thì nó sẽ tự ngắt nhá. Thì ví dụ như các bác dùng cái phao kia thì nó phải qua một cái quả bóng đẩy, nó rất là phức tạp và nhiều khi nó lại không ăn lẫy. Nhưng mà dùng con này thì rất là tiện, mà giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp em đó là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70.000. Phao nước này giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện như này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện vào đây. Sau đó thì có công tắc, các bác bật công tắc lên cho em này. Đấy, bật công tắc lên. Đó. Bật công tắc lên thì cái viên đá này nó sẽ xoay này. Đấy, cái viên đá nó sẽ xoay. Thì các bác dùng để mài dao mài kéo nhá. Hai cái bên ngoài này thì để mài dao đúng theo hình hướng dẫn như này. Đấy, còn cái bên giữa này thì các bác mài kéo cho em. Nó rất là tiện. Mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá như này, các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi, rất tiện luôn. Mài thì cực kỳ khỏe, chắc chắn và rất là tiện ích nhá. 80.000 cho con máy mài dao như này các bác này. Đấy, con này thì nói chung là cái giá của nó thì quá là tiện. Đấy, giá rẻ và các bác dùng nó rất là tiện ích. Đây nó sẽ có cả giấy hướng dẫn cho các bác luôn này. Đây. Đấy, các cái hướng dẫn đây. Đấy, đưa vào mài dao như nào rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện kèm chức năng sạc nhanh luôn. Dây dài từ 1,5 m đến 2 m này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Có đèn báo này, có đèn báo này. Đấy. Có công tắc báo sáng này, có đèn báo này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm điện này và có chức năng sạc nhanh nhá. Có chức năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào như em như này là xong này. Đấy, đặt vào này sạc nhanh này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Nói chung là tiện lắm. Con này dùng thì rất là tiện ích các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k này. Đấy. Ổ điện này. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k một chiếc nhá, 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc. Máy sấy tóc đây. Đấy. Một con máy sấy tóc như này. Đấy, cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi là các bác dùng con này cho em nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Máy sấy tóc này, hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Đó. Đây, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips các bác này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V luôn, dây thì dài khoảng từ 1m2 1m rưỡi này. Đấy. Có cho các bác là hai cấp độ này. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, con này thì nóng rất là nhanh các bác. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn thì khi các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và hàng thì không hề có lỗi lầm gì cả. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Khá là tiện ích luôn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý nhá. Một cái con máy sấy tóc như này mà giá của nó chỉ có cho các bác là 130.000 thôi nhá. 130k thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim như này. Thì các bác có thể dùng để mình nghe gọi này rồi là nó 2 sim liền thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia 2 sim như này các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim luôn. Đấy. Đây, có kèm sẵn cho các bác là pin này. Đấy, pin đốc sạc này và một con điện thoại như này. Đấy, một con điện thoại 2 sim như này các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn, hàng thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó. Giá thì chỉ có 230.000 thôi. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. 230.000 cho một em điện thoại 2 sim như này. Bao ship đến tận nhà cho bác nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại 2 sim này. Giá sẽ là 230.000. Điện thoại 2 sim giá sẽ là 230k nhá. 230.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái dòng cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ dít dít này nhá. Đó. Là các bác sử dụng thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác công tác này và một cái hạt nam châm từ trường như này. Khi các bác cho cà phê cho ngũ cốc cho các loại hạt vào đây thì mình chỉ cần là bấm này là nó sẽ quay. Đấy, và ở đây nó sẽ sử dụng hai cái viên pin con thỏ loại nhỏ nhá, thì rất là tiện luôn. Đấy, cái pin này thì các bác dùng
cả năm nó mới hết pin cho nên là cũng rất là tiện thôi. Đây, hai viên pin này. Đấy. Con này thì dùng rất là lâu, cả năm nhá. Cho nên là các bác cứ lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ và là xong là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này thôi nhá. Cốc tự khuấy. Và về nhà thì các bác mua cho em hai quả pin con thỏ là nhỏ vào. Đấy. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Về nhà các bác mua pin nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Cái này là không pin nhá. Không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn wifi này. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Có chức năng là tự động tắt bật thì nó rất là tiện. Có kèm một cáp sạc đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn đây. Các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy. Đây, điều chỉnh pha đây các bác này. Đấy, điều chỉnh pha này. Đấy, tự động tắt bật này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó bật này. Rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cổng sạc ra cho điện thoại đây này. Rất là tiện luôn. Đó, đây. Đấy, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Hàng sản xuất ở Đức và xuất cho Nhật nhá. Giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ bấm móng tay của Đức nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Một cái bộ bấm móng tay như này mà giá chỉ có 100.000 thôi. 3 chiếc bấm luôn, 3 chiếc bấm thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, 3 chiếc nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác 3 cái bấm này. Đầu tiên nó sẽ là một cái bấm to này, một cái bấm nhỏ này. Đấy. Và một cái bấm khóe này. Đấy. Thì cái này nó sẽ là lệch như này để các bác đưa vào cái khóe tay, khóe chân nhá. Đấy, combo cho các bác là 3 chiếc như này mà chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tính vào chỉ có hơn 30.000 một tí thôi. Bình thường nếu các bác mua mà mua dọc đường hoặc mua ở trong các cái nơi họ bán ở dưới đất thì cũng đã phải mất đi 40-50.000 cho một cái bấm móng xịn như này. Đấy, thế mà đây chỉ có cả bộ như này, chỉ có vào tính vào 30.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy để các bác đựng các cái móng tay thừa nhá. Đấy, khi cắt thì các bác đẩy cái này lên cho em thì nó sẽ đựng vào. Đó, cắt rất là ngon nhá. Cắt rất là ngon và mượt luôn các bác này. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, cắt nó tanh tách luôn các bác này. Đấy. Rất là thích nhá. Đấy, đầm và chắc tay nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ bấm móng tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Giá là 100.000. Lên cho em là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000. Đấy. Lên cho em là bộ 3 móng Đức giá sẽ là 100.000 này. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ keo đa năng này. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh nhá, vỏ nó màu xanh như này, bên em gọi nó là keo đa năng xanh. Lọ này của nó thì nó sẽ là dung tích là 60g nhá, 60g. Đấy, 60g như này. Đấy, con này thì dán đa năng luôn, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng như này nhá, 20.000 cho một típ keo đa năng như này các bác này. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nhất công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, vừa là được. Mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, con gì? Dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, ok các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kẹo chuột này. Con này nó sẽ là một cái dòng kẹo siêu hấp dẫn chuột luôn. Màu của nó sẽ là màu hồng này nhá, màu hồng như này. Thì khi mà con chuột nó ăn thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn và nó chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn. 30.000 cho một cái lọ kẹo chuột như này, một hộp kẹo chuột như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, đặc diệt chuột luôn. Đấy, nhiều bác bảo là bây giờ nó ăn vào rồi nó chạy vào trong gầm các cái gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ nó chết không tìm được, thối ngậu hết cả nhà lên. Đấy, lên cho em là kẹo chuột nhá. Đấy.
kẹo chuột giá sẽ là 30k cho một lọ như này. Hàng này của nó bán thì thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, chết cả đàn cả đống luôn các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000. Rồi ok.